quen mà em xin về kế toán rất là khó khăn. Bảo là bọn em bây giờ lớn tuổi rồi, tôi mới trêu, tôi bảo là tôi cũng lớn tuổi nhưng mà tôi thấy tôi vẫn trẻ trung và thiếu kinh nghiệm. Tôi vừa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đây, ra trường cấp 3, 15 năm, năm ngoái thì tổ chức 15 năm ra trường đại học. Thực ra bảo 20 năm, 15 năm nhưng mà cuộc sống nó cũng rất là đơn giản. Đi học mất 5, 4, 5 năm đúng không? Ra trường đi làm thì mấy năm đầu thì suốt ngày chân chạy, xong rồi với làm thuế rồi làm giảng viên rồi đi học thêm rồi xây dựng gia đình cuộc sống các thứ, thời gian chúng ta cũng không thực sự là nhiều. Bây giờ quay về nội dung chính, mọi người thấy rất nhiều anh chị bây giờ gần 40 tuổi nhưng bị mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ví dụ các chị em phụ nữ ở đây thì chồng nhiều khi chưa giàu đến mức để lo toan cho các chị được đầy đủ được, các chị ở nhà được đúng không? Vấn đề thứ hai, rất nhiều anh chị ở đây chúng ta cũng không thể làm cán bộ quan chức được, thẳng thắn như vậy. Nhiều anh chị thì cũng không kinh doanh. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta không vững về chuyên môn ấy, thì chúng ta phải biết làm gì? Để trong điều kiện mà bây giờ chúng ta lại phải đi cạnh tranh những công việc mang tính chất cơ bản với các em trẻ hơn, thì bao giờ nếu mà cạnh tranh những công việc cơ bản với những em trẻ hơn thì bây giờ sẽ rất khó cho các anh các chị. Và các bạn trẻ thì bây giờ sẽ gặp một vấn đề là chúng ta hoàn toàn chúng ta cạnh tranh được những công việc mức lương 10 15 triệu. Nhưng mà giữa một thành phố lớn thì 10 15 triệu có giải quyết được cái gì không? Tất nhiên là tôi không nói thế là không có ý xúc phạm ai cả. Bởi vì bản thân tôi cũng bắt đầu từ con số 0 khi mà lên đại học rồi ạ. Nhưng mà rõ ràng là nhu cầu của chúng ta nhiều hơn, bố mẹ chúng ta ngày càng già yếu đi, con cái của chúng ta ngày càng trưởng thành. Thế nên là nhà cửa thì ai cũng phải cần. Nên câu chuyện đặt ra là đối với những người làm chuyên môn ấy, thì có một cái phương pháp, đấy là chúng ta ngày càng giỏi chuyên môn. Quay về câu chuyện của người bạn tôi thì bây giờ bạn tôi cũng 38 tuổi, chúng tôi là khóa sinh năm 1986. Thì đến bây giờ các bạn ra trường rất là buồn là bạn vẫn làm kế toán nội bộ. Dù bạn làm cho những công ty rất là lớn và lương có thể đến 15 20 triệu. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục chúng ta làm kế toán nội bộ thì cơ hội cho các bạn sẽ ngày càng ít đi. Tôi dám khẳng định điều đấy. Đấy, tôi dám khẳng định là cơ hội của các bạn càng ngày càng ít đi. Cho nên đối với một bạn làm kế toán, nghề gì tôi không biết nhá. Bây giờ chúng ta ngồi đây là chúng ta làm kế toán thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái kiến thức về kế toán thuế. Và ngoài kiến thức về kế toán thuế, chúng ta phải cần kiến thức để trở thành một người kế toán trưởng. Thì cơ hội của chúng ta công việc sẽ rất là nhiều. Thứ hai, bây giờ nếu mà chúng ta là một người kinh doanh, thì thực sự công tác kế toán ngày càng trở nên quan trọng. Thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức về kế toán trưởng. Một trong những cái vấn đề khi mà nói kế toán trưởng, tôi vạch ra cho các anh chị cái khung năm vấn đề ở đây. Và các bạn anh chị chúng ta đi từng vấn đề một nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là kế toán trưởng nhiều khi không nắm được, hoặc kế toán viên không nắm được, để đẩy trách nhiệm cho nhau, và cuối cùng thì chúng ta sai những cái cơ bản. Sai một cái cơ bản ở đây, ví dụ giống như là bây giờ chúng ta chỉ đặt ra một cái câu hỏi rất là đơn giản thế này, một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhé. Ví dụ xúc xích thì thuế suất là bao nhiêu? Câu hỏi đặt ra thứ hai, ví dụ chúng ta sẽ hỏi một cái câu hỏi rất là đơn giản thế này thôi. Ví dụ một cái khung xe đạp, thuế suất là bao nhiêu? Mời mọi người chúng ta trả lời giúp tôi hai câu hỏi này. Các bạn thấy bất ngờ không ạ? Nhiều khi chúng ta bị hỏi hai câu hỏi rất là đơn giản ấy, và rất nhiều anh chị bất ngờ. Mà có thể chúng ta là kế toán tổng hợp, chúng ta là kế toán trưởng, chúng ta xong chúng ta lại đi hỏi nhau. Và tôi tin ở trong lớp mình thì chắc chắn nhiều anh chị trả lời được. Nhưng cũng có thể một số anh chị sẽ hơi lung túng một chút. Vâng, mọi người trả lời giúp tôi hai cái câu này rất là nhẹ nhàng vậy thôi. Chúng ta căn cứ vào những văn bản nào để chúng ta trả lời câu hỏi đầu tiên ạ. Xin mời mọi người, cái xúc xích thuế suất là bao nhiêu? Thuế suất thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu? 8%, 10% hay là 5% hay là 0% hay là không chịu thuế? Chúng ta căn cứ vào đâu? Mời mọi người ạ. Ui thầy trẻ thế, cảm ơn mọi người nhá. Tôi cũng không trẻ lắm đâu ạ. Tôi sinh năm 1986, trước đây là tôi học kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ra trường thì tôi làm với một tổng công ty xây dựng. Sau này tôi về tôi làm giảng viên, mà ngoài ra tôi làm kế toán trưởng và tư vấn kế toán, giảng dạy cũng khá là nhiều. Rất là vui được trao đổi với mọi người, không trẻ lắm, vừa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường cấp 3 thôi. Nhưng mà thôi mọi người khen, nếu mà cảm ơn mọi người. Bây giờ xúc xích, thuế suất là bao nhiêu ạ?
Đấy, các bạn thấy câu hỏi tưởng chừng rất là đơn giản mà chúng ta thấy mic bị sao sao à? à? Vâng, rồi mic. Rồi, Ok, ok, mọi mọi người người trả trả lời lời giúp giúp tôi tôi là là thuế thuế suất suất là là bao bao nhiêu nhiêu trong trong trường trường hợp hợp này này vậy vậy ạ? ạ? Các anh, Các các anh, chị. chị. Đấy, Mọi mọi người người thấy thấy là nhiều khi chúng chúng ta ta chưa chưa tìm tìm ra ra được được câu câu trả trả lời, lời. mời Mời mọi mọi người người ạ. ạ. Các Các bạn bạn đã đã trả trả lời lời được được chưa? chưa? Rồi, Rồi, một một bạn bạn trả trả lời lời được được là là 5%. 5%. Cảm Cảm ơn ơn bạn bạn Diệu Diệu Anh, Anh, tôi tôi cảm cảm giác giác là là ở ở đây đây có có cái cái đúng đúng rồi. rồi. Rồi, Rồi, cảm cảm ơn ơn bạn bạn Samsung, Samsung, 5%. 5%. Có Có bạn bạn nào nào có có ý ý kiến kiến khác khác không không ạ? ạ? Tất Tất cả cả những những cái cái chúng chúng ta ta trao trao đổi đổi này này để để chúng chúng ta ta vừa vừa là là thực thực chiến chiến nhưng nhưng chúng chúng ta ta cũng cũng phải phải cố cố gắng gắng chúng chúng ta ta tìm tìm mặt mặt bạn bạn sau sau đoạn. đoạn. Cái Cái câu câu hỏi hỏi đặt đặt ra ra thứ thứ hai hai ạ, ạ, cái cái khung khung xe xe đạp. đạp. Hoặc là cái xe đạp đi, bây giờ cái xe đạp đi, có một cái như là cái Xe xe đạp đạp đi, là là thuế thuế suất suất bao bao nhiêu nhiêu phần phần trăm trăm mọi mọi người? người? Các Các anh anh chị chị ạ, ạ, mọi mọi người người tự tự tin tin trao trao đổi đổi đi, đi, đây đây chúng chúng ta ta chỉ chỉ trao trao đổi đổi vui vui mà, mà, cũng cũng không không phải phải là là chúng chúng ta ta phải phải buổi buổi quá quá là là nghiêm nghiêm túc túc đâu đâu ạ. ạ. Rồi, Rồi, một một bạn bạn trả trả lời lời là là cái cái xe xe đạp đạp là là 10%. 10%. Rất Rất nhiều nhiều bạn bạn trả trả lời lời 10%. 10%. Rồi, Rồi, chúng chúng ta ta đi đi vào vào từng từng cái cái một một nhé. nhé. Bây Bây giờ giờ đầu đầu tiên tiên là là chúng chúng ta ta đi đi vào vào cái cái câu câu chuyện chuyện cái cái xúc xúc xích xích này. này. Cái Cái xúc xúc xích xích là là một một loại, loại, nó nó chúng chúng ta ta phân phân tích tích rất rất là là đơn đơn giản, giản, xúc xúc xích xích là là một một loại loại thực thực phẩm. phẩm. Thực Thực phẩm phẩm mà mà đã đã qua qua chế chế biến. biến. Phẩm Phẩm qua qua chế chế biến biến tức tức là là thực thực phẩm phẩm không 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 phải phải sơ sơ chế. chế. Đúng Đúng không? không? Thực Thực phẩm phẩm qua qua chế chế biến biến là là thực thực phẩm phẩm không không phải phải sơ sơ chế. chế. Thực Thực phẩm phẩm đã đã có có sự sự gia gia công công rồi. rồi. Và Và thứ thứ hai, hai, nếu nếu mà mà chúng chúng ta ta căn căn cứ cứ theo theo thông thông tư tư 29, 29, chúng chúng ta ta sẽ sẽ thấy thấy là là thực thực phẩm phẩm mà mà qua qua chế chế biến biến ấy, ấy, mà mà bán bán cho cho đối đối tượng tượng là là doanh doanh nghiệp nghiệp thương thương mại mại thì thì thuế thuế suất suất sẽ sẽ là là 5%. 5%. Rất Rất nhiều nhiều bạn bạn trả trả lời lời đúng. đúng. Nhưng Nhưng mà mà thực thực phẩm phẩm mà mà qua qua chế chế biến biến ấy ấy mà mà lại lại bán bán cho cho doanh doanh nghiệp, nghiệp, đã đã bán bán cho cho người người tiêu tiêu dùng dùng cuối cuối cùng cùng thì thì ở ở đây đây sẽ sẽ là là 10% 10% ở ở ngày ngày xưa xưa và và với với điều điều kiện kiện hiện hiện nay nay sẽ sẽ là là 8%. 8%. Một Một câu câu trả trả lời lời rất rất là là đơn đơn giản. giản. Vì Vì vậy vậy mọi mọi người người thấy thấy không không ạ, ạ, nếu nếu mà mà chúng chúng ta ta là là cái cái bán bán trưởng trưởng thì thì chúng chúng ta ta phải phải là là người người nắm nắm được được cái cái này. này. Nắm Nắm được được việc việc đầu đầu tiên tiên là là cái cái thông thông tư tư 29. 29. Thông Thông tư tư 29 29 nó nó quy quy định định như như thế thế nào? nào? Đây Đây là là cái cái văn văn bản bản gốc gốc quy quy định định về về thuế thuế suất. suất. Chứ Chứ chúng chúng ta ta không không thể thể căn căn cứ cứ ở ở trên trên mạng mạng được. được. Ở Ở trên trên mạng mạng là là cái cái gì? gì? Một Một cái cái khái khái niệm niệm rất rất là là chung chung chung. chung. Chúng Chúng ta ta không không thể thể nói nói là là ở ở trên trên mạng mạng nó nó là là em em đặt đặt thế thế nào nào người người thì thì trả trả lời lời là là 5, 5, người người trả trả lời lời là là 10. 10. Và Và trong trong lớp lớp mình mình rất rất nhiều nhiều bạn bạn trả trả lời lời 5 5 là là đúng. đúng. Tuy Tuy nhiên nhiên là là chúng chúng ta ta lại lại chưa chưa đúng đúng hết. hết. Cái Cái xúc xúc xích xích mà mà chúng chúng ta ta bán bán cho cho bên bên doanh doanh nghiệp nghiệp thương thương mại mại ấy, ấy, thì thì nó nó là là trung trung gian, gian, cho cho nên nên nó nó là là sẽ sẽ là là 5%. 5%. Nhưng Nhưng mà mà nếu nếu mà mà chúng chúng ta ta bán bán cho cho người người tiêu tiêu dùng dùng cuối cuối cùng, cùng, ví ví dụ dụ siêu siêu thị thị mà mà bán bán xúc xúc xích xích cho cho người người tiêu tiêu dùng dùng cuối cuối cùng cùng là là tôi, tôi, là là tôi tôi mua mua về về để để ăn ăn ấy, ấy, thì thì thuế thuế sẽ sẽ là là 10%. 10%. Với Với điều điều kiện kiện của của ngày ngày xưa, xưa, còn còn với với điều điều kiện kiện của của hôm hôm nay nay nó nó sẽ sẽ là là 8%. 8%. Đấy, Đấy, nếu nếu mọi mọi người người sẽ sẽ thấy thấy nhá. nhá. Vì Vì vậy, vậy, bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta phải phải phân phân tích tích nhé. nhé. Đối Đối với với luật luật thì thì chúng chúng ta ta đặt, đặt, chúng chúng ta ta phải phải tóm tóm tắt tắt luật. luật. Như Như trong trong trường trường hợp hợp này này là là gì? gì? Như Như trong trong trường trường hợp hợp này này là là chúng chúng ta ta bán bán sản sản phẩm phẩm gì? gì? Cụ Cụ thể thể ở ở đây đây là là chúng chúng ta ta bán bán thực thực phẩm. phẩm. Mà Mà thực thực phẩm phẩm qua qua chế chế biến biến lại lại khác. khác. Mà Mà thực thực phẩm phẩm chế chế biến biến nó nó lại lại khác. khác. Và Và thứ thứ hai, hai, chúng chúng ta ta bán bán cho cho ai? ai? Chúng Chúng ta ta bán bán cho cho ai? ai? Đối Đối tác tác khác khác nhau, nhau, thuế thuế khác khác nhau. nhau. Bây Bây giờ giờ ví ví dụ dụ đơn đơn giản giản là là chúng chúng ta ta bán bán thịt thịt đông đông lạnh. lạnh. Giả Giả sử sử chúng chúng ta ta bán bán thịt thịt đông đông lạnh. lạnh. Đấy, Đấy, tôi tôi viết viết lại lại nhé. nhé. Mà Mà chúng chúng ta ta bán bán cho cho doanh doanh nghiệp nghiệp thương thương mại mại
Các cái cỡ nào để các anh chị bảo là sẽ đạt được 10%? Thì nhiều anh chị chắc chắn sẽ đuối. Các Các anh chị chị nào nào có có câu câu trả trả lời lời cho cho cái cái việc việc xe xe đạp đạp tại tại sao sao lại lại 10% không ạ? 10% không ạ? Mọi Mọi người người có có thể thể bật bật mic mic để để trao trao đổi đổi cùng cùng với với tôi. tôi. Cái Cái xe xe đạp đạp thuế thuế suất suất là là 10%. 10%. Đấy, Đấy, rất rất nhiều nhiều anh anh chị chị sẽ sẽ trả trả lời lời như như vậy. vậy. Và Và các các anh anh chị, chị, cái cái cơ cơ sở, sở, tôi tôi hỏi hỏi là là bây bây giờ, giờ, cái cái theo theo các các anh anh chị, chị, cái cái cơ cơ sở sở nào nào để để khẳng khẳng định định cái cái thuế, thuế, thuế thuế suất suất của của xe xe đạp đạp là là 10%? 10%? Thì Thì nhiều nhiều anh anh chị chị tôi tôi chắc chắc chắn chắn sẽ sẽ đuối đuối lý. lý. Không, Không, bây bây giờ giờ đúng đúng rồi, rồi, một một anh anh trả trả lời lời đấy đấy là là hàng hàng bằng bằng kim kim loại, loại, đúng đúng không? không? Cái Cái ô ô tô tô là là thuế thuế là là bao bao nhiêu nhiêu ạ? ạ? Cái Cái ô ô tô tô thì thì cũng cũng làm làm bằng bằng kim kim loại. loại. Thế Thế bây bây giờ giờ chỉ chỉ trao trao đổi đổi với với anh anh Cường Cường rất rất là là đơn đơn giản giản thôi. thôi. Cái Cái cao cao su su có có tính tính không? không? Để Để tạo tạo ra ra một một cái cái xe xe đạp đạp ạ, ạ, cái cái cao cao su su có có tính tính không không ạ? ạ? Có. Có. Sơn Sơn có có tính tính không không ạ? ạ? Cũng Cũng phải phải có. có. Và Và cái cái kim kim loại loại ở ở đây đây là là kim kim loại loại đã đã qua qua chế chế biến biến hay hay chưa chưa qua qua chế chế biến? biến? Và Và cái cái xe xe đạp đạp có có phải phải thiết thiết kế kế hay hay không? không? Thì Thì mọi mọi người người sẽ sẽ thấy thấy để để tạo tạo ra ra một một cái cái xe xe đạp đạp ấy, ấy, thì thì mọi mọi người người xem xem là là nó nó xuất xuất hiện hiện những những chi chi phí phí gì gì ạ? ạ? Đầu Đầu tiên tiên là là chi chi phí phí thiết thiết kế. kế. Cái Cái xe xe đạp đạp không không phải phải là là cho cho thuê thuê nhà nhà xưởng, xưởng, cái cái này này chúng chúng ta ta không không cần cần đặt đặt câu câu hỏi hỏi bạn bạn Hà Hà Châu Châu ạ. ạ. Bởi Bởi vì vì câu câu này này rất rất là là đơn đơn giản giản nhé. nhé. Những Những cái cái nào nào mà mà 10% 10% nhà nhà nước nước là là quy quy định định rồi rồi thì thì còn còn lại lại nó nó sẽ sẽ là là 8%. 8%. Đấy, Đấy, chúng chúng ta ta sẽ sẽ phải phải dùng dùng phương phương pháp pháp loại loại trừ. trừ. Phương Phương pháp pháp loại loại trừ trừ là là gì gì ạ? ạ? Nhà Nhà nước nước là là quy quy định định những những cái cái mặt mặt hàng, hàng, hàng hàng hóa hóa dịch dịch vụ vụ là là 10%. 10%. Ví Ví dụ dụ ngân ngân hàng hàng này, này, tài tài chính chính này, này, công công nghệ nghệ thông thông tin tin này. này. Đấy, Đấy, là là 10%. 10%. Rồi Rồi kim kim loại loại và và kim kim loại loại đúc đúc sẵn. sẵn. Đúng Đúng không? không? Là Là 10% 10% thì thì tất tất cả cả những những cái cái còn còn lại lại nó nó sẽ sẽ là là 8. 8. Đấy, Đấy, đầu đầu tiên tiên là là để để tạo tạo ra ra một một cái cái xe xe đạp đạp thì thì sẽ sẽ là là thiết thiết kế. kế. Thứ Thứ hai hai là là nguyên nguyên vật vật liệu liệu ạ. ạ. Nguyên Nguyên vật vật liệu. liệu. Cái Cái thứ thứ ba ba sẽ sẽ là là nhân nhân công. công. Nhân Nhân công công sản sản xuất. xuất. Đúng Đúng không? không? Cái Cái thứ thứ tư tư ạ ạ là là máy máy móc. móc. Thì Thì trong trong nguyên nguyên vật vật liệu liệu này này thì thì nó nó sẽ sẽ có có gì gì ạ? ạ? Kim Kim loại. loại. Đấy, Nó nó có có sơn. sơn. Đấy, Đấy, nó nó có có que que hàn. hàn. Nó Nó có có cao cao su. su. Đấy. Và Và nó nó có có rất rất nhiều nhiều thứ. thứ. Thế Thế suy suy ra ra mọi mọi người người sẽ sẽ thấy thấy không không ạ? ạ? Câu Câu hỏi hỏi đặt đặt ra ra là là anh anh chị chị hoàn hoàn toàn toàn mua mua kim kim loại loại về về với với thuế thuế suất suất 10%. 10%. Nhưng Nhưng cái cái xe xe đạp đạp không không phải phải là là kim kim loại. loại. Mà Mà cái cái xe xe đạp đạp nó nó tổng tổng hợp hợp của của rất rất nhiều nhiều loại loại chi chi phí phí ở ở đây. đây. Anh Anh chị chị nhìn nhìn cái cái xe xe đạp đạp nó nó tổng tổng hợp hợp từ từ rất rất nhiều nhiều loại loại chi chi phí phí ở ở đây. đây. Và Và kim kim loại loại chỉ chỉ là là một một phần phần rất rất là là nhỏ nhỏ của của chiếc chiếc xe xe đạp đạp thôi. thôi. Cho Cho nên nên là là chắc chắc chắn chắn là là cái cái xe xe đạp đạp không không thể thể là là thuế thuế suất suất 10% 10% được. được. Bởi Bởi vì vì người người ta ta ghi ghi rất rất là là rõ. rõ. Thuế Thuế suất suất 10% 10% đấy đấy là là kim kim loại loại và và kim kim loại loại đúc đúc sẵn. sẵn. Thuế Thuế suất suất sẽ sẽ là là 10%. 10%. Đấy, Đấy, các các anh anh chị chị lưu lưu ý ý nhé, nhé, kim kim loại loại và và kim kim loại loại đúc đúc sẵn sẵn là là thuế thuế suất suất 10%. 10%. Như Như vậy vậy là là tôi tôi dám dám khẳng khẳng định định là là rất rất nhiều nhiều anh anh chị chị ở ở đây đây chúng chúng ta ta đã đã bị bị sai. sai. Mà Mà khi khi mà mà sai sai thì thì rõ rõ ràng ràng là là cái cái giá giá bán bán của của chúng chúng ta ta cao cao hơn hơn vân 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 và và mây 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 rất rất nhiều nhiều các các yếu yếu tố tố ảnh ảnh hưởng. hưởng. Rất Rất nhiều nhiều các các yếu yếu tố tố ảnh ảnh hưởng hưởng nhưng nhưng mà mà mọi mọi người người rõ rõ ràng ràng là là mọi mọi người người chưa chưa chính chính xác. xác. Và Và các các anh anh chị chị sẽ sẽ thấy thấy không? không? Chúng Chúng ta ta đã đã vận vận dụng dụng cái cái nghị nghị định định và và nghị nghị quyết quyết 3 3 năm năm rồi. rồi. Đến Đến năm năm nay nay là là năm năm thứ thứ 3.3. Nhưng Nhưng mà mà tôi tôi dám dám khẳng khẳng định định rất rất nhiều nhiều cán cán bộ bộ thuế thuế và và rất rất nhiều nhiều kế kế toán toán trưởng trưởng doanh doanh nghiệp nghiệp là là vẫn vẫn bị bị sai sai về về thuế thuế suất. suất. Đấy Đấy là là một một cái cái rất rất là là đáng đáng tiếc. tiếc. Mà Mà khi khi mà mà chúng chúng ta ta đã đã sai sai rồi rồi ấy, ấy, thì thì chủ chủ trương trương chúng chúng ta ta đã đã sai sai rồi rồi thì thì chúng chúng ta ta triển triển khai khai thường thường nó nó lại lại bị bị sai. sai. Thế Thế cho cho nên nên nếu nếu mà mà sản sản phẩm phẩm
trưởng ban kiểm soát của một cái công ty. Công ty này chuyên về lĩnh vực xét nghiệm y tế, xét nghiệm ADN, xét nghiệm nhiễm sắc thể, vân vân. Thì khi mà làm việc đấy thì các anh chị em cũng hỏi tôi là anh ơi, anh rà soát lại xem phần luật quy định của bọn em xem có vấn đề gì chưa ổn hay không. Ngày xưa tôi vào công ty đấy có một số anh chị, có một số khách hàng còn đến xét nghiệm con mà. Xong rồi có chị đến xét nghiệm con, chị đấy xét nghiệm 3 lần vẫn không đúng. Đấy là nhân viên kinh doanh mới bảo là chị cho em mẫu số 4 đi, số 4 đi, em xét nghiệm xem có đúng vậy cái mẫu số 4 với lại bé đấy là quan hệ huyết thống là bố con hay không. Thì chị nói vui và thôi chị lại trừ ra là được, chị không cần xét nghiệm. Thế là hôm đấy tôi vào công ty tôi thấy là cái phần công nợ phải thu ấy, phải thu mà khó đòi là 15 tỷ. Tôi thấy công nợ phải thu khó đòi 15 tỷ. Tức là có rất nhiều khoản mà đi xét nghiệm thuê cho các phòng khám và các phòng khám đấy đã phá sản rồi. Đấy. Nhưng mà không không đòi được cái 15 tỷ này. Thì theo mọi người cái 15 tỷ đấy chúng ta giải quyết như nào? Trong luật có quy định không? Bây giờ chúng ta xét nghiệm các phòng khám họ nhận làm đại lý cho chúng ta và chúng ta xét nghiệm cho người ta xong rồi, chúng ta đã xuất hóa đơn rồi và người ta còn nợ chúng ta 15 tỷ và bây giờ mấy cái phòng khám đấy nó đều phá sản hết rồi. Mấy phòng khám nó đều phá sản hết rồi. Thì cái công nợ phải thu cái tài khoản 131 của chúng ta mà dư nợ đến tận 15 tỷ thì theo các anh chị có quy định về xử lý nó không? Mọi người ạ, mọi người có nắm được cái quy định về xử lý cái khoản này không? Mọi người nắm được đúng không? Cái thông tư số bao nhiêu ạ? Đúng không? Rất là đơn giản. Thì trong trường hợp mà công nợ phải thu khó đòi mà tận 15 tỷ mà công nợ ở đây có thể là quá khó đòi hoặc là không thể đòi được thì chúng ta sẽ có hai cái quy định thông tư, mọi người tự tra nhé. Các anh chị thử khởi động, các anh chị tra chúng ta sẽ thấy ngay. Thế nếu mà khoản phải thu khó đòi 15 tỷ thì một là chúng ta phải lập dự phòng. Và khoản thứ hai là phương pháp thứ hai là xóa sổ cái công nợ đấy đi. Thì tôi đặt ra cái câu hỏi này mà bạn kế toán trưởng và cả bạn kế toán thế bảo ô thế hả anh? Ô sao lại có cái này nhỉ, buồn cười nhỉ, sao bây giờ em mới biết? Thì tôi với đặt ra câu hỏi là thế ngày xưa là học kế toán tài chính là các thầy cô ở trường có nói về cái này không? Để bảo em chả nhớ nữa. Ngày xưa em đi học em nghe các anh các chị đấy bảo là đi làm nó khác lắm. Nên chả cần học nhiều lắm. Tôi sợ nhất là cái quan điểm là đi làm nó khác lắm. Đi làm nó khác nhưng mà nó khác một chút so với học thôi. Chứ còn bảo đi làm nó khác hoàn toàn thì cái đấy là không đúng. Chúng ta đừng có nghe đại địch. Nhiều người người ta cứ nói vậy, cái câu kinh điển của tất cả các ông bố bà mẹ là con tôi có học đâu mà nó vẫn đỗ. Học thì có thể trượt chứ không học còn lâu mà đỗ được. Đừng có nghe con nhà người ta bảo là con tôi nó đi ngủ từ 9 giờ. Nó đi ngủ từ 9 giờ để 4 giờ sáng nó dậy nó học đấy. Có mỗi con mình là lười thôi chứ chả con nhà nào nó lười đâu. Khi vào lớp 10 Hà Nội trẻ con nó học ngày học đêm. Mọi người đừng có nghe đại địch đúng không? Cho nên là bắt buộc là bây giờ quy định của pháp luật nó có cái quy định này. Nhưng mọi người đúng rồi, chính xác, tôi rất mong cái câu trả lời của bạn Hiếp. Bạn Hiếp hỏi câu rất là hay, chứ làm dự phòng cần những giấy tờ gì? Bởi vì đúng rồi, cảm ơn bạn Hiếp, bởi vì từ luật nó quy định đúng không, trong luật nó quy định giấy tờ và sau khi luật thì chúng ta thấy là tôi viết ngay cái chữ chứng từ ở đây. Chúng ta làm việc kế toán ấy, đầu tiên là xuất phát từ luật, thứ hai là chúng ta phải ra được cái chứng từ, chứ nếu mà chúng ta nói mồm thì không nói được. Nhưng bây giờ muốn trích lập dự phòng thì cũng quy định rất là đơn giản. Đầu tiên là cái hợp đồng. Hợp đồng ngày xưa hai bên ước hẹn với nhau ấy. Đúng không? Muốn ly hôn thì phải có giấy đăng ký kết hôn mà. Đầu tiên là hợp đồng. Thứ hai là chúng ta có cái hóa đơn. Cái này là chúng ta vẫn còn đúng không ạ? Thứ ba, người ta đã trả nợ một phần rồi thì chúng ta sẽ có cái giấy báo có hoặc là ở trên cái sổ phụ ngân hàng cũng được. Đấy, chúng ta có cái báo có, chúng ta có sổ phụ của ngân hàng. Đồng ý không ạ? Cái thứ tư ạ. Cái thứ tư chúng ta còn cái gì nữa? Mọi người.
Ôi, đúng rồi, rồi, cảm cảm ơn ơn bạn bạn Candy. Candy. Chúng Chúng ta ta có có biên biên bản bản xác xác nhận nhận không không ạ? ạ? Biên Biên bản bản đối đối chiếu chiếu đúng đúng không không ạ? ạ? Gọi Gọi là là biên biên bản bản đối đối chiếu chiếu hay hay là là xác xác nhận nhận không không ạ? ạ? Nhưng Nhưng mà mà câu câu hỏi hỏi đặt đặt ra ra là là gì gì ạ? ạ? Nó Nó không không đối đối chiếu, chiếu, nó nó không không xác xác nhận nhận cho cho mình mình sao? sao? Mọi Mọi người người công công nhận nhận điều điều đấy đấy không không ạ? ạ? Người Người ta ta đã đã phá phá sản sản rồi, rồi, hoặc hoặc người người ta ta đã đã cố cố tình tình rồi, rồi, người người ta ta không không đối đối chiếu. chiếu. Người Người ta ta không không xác xác nhận nhận cho cho mình mình đâu. đâu. À À đúng đúng rồi, rồi, bạn bạn Thùy Thùy Linh Linh vừa vừa nói nói xong xong chúng chúng ta ta sẽ, sẽ, đúng đúng không? không? Chúng Chúng ta ta thấy thấy là là làm làm cái cái toán toán trưởng trưởng chúng chúng ta ta phải phải vẽ vẽ ra ra cho cho anh anh em em nó nó làm. làm. Cái Cái người người làm làm cái cái toán toán trưởng trưởng là là gì gì ạ? ạ? Ngồi Ngồi chơi chơi và và chịu chịu trách trách nhiệm. nhiệm. Tôi Tôi hay hay nói nói vui vui vậy. vậy. Chúng Chúng ta ta phải phải đủ đủ bản bản lĩnh. lĩnh. Nếu Nếu mà mà không không có có biên biên bản bản đối đối chiếu chiếu công công nợ nợ thì thì sao? sao? Bạn Bạn Linh Linh trả trả lời lời hỏi hỏi câu câu rất rất là là đúng. đúng. Không Không có có biên biên bản bản đối đối chiếu chiếu công công nợ nợ thì thì chúng chúng ta ta bắt bắt buộc buộc chúng chúng ta ta phải phải gửi gửi cho cho người người ta ta một một cái cái công công văn văn xác xác định định nợ. nợ. Công Công văn văn xác xác định định nợ. nợ. Và Và cái cái phương phương án án đơn đơn giản giản nhất nhất là là cái cái công công văn văn xác xác định định nợ nợ ở ở đấy đấy có có dấu dấu của của bưu bưu điện. điện. Đại Đại ý ý là là gì? gì? Đã Đã gửi gửi cho cho ông ông rồi. rồi. Nhưng Nhưng mà mà ông ông không không hồi hồi âm. âm. Mọi Mọi người người nhớ nhớ là là ngày ngày xưa xưa ở ở quê quê ấy, ấy, mà mà trên trên đài đài truyền truyền hình, hình, đài đài truyền truyền thanh thanh ấy, ấy, hay hay có có cái cái bản bản tin tin không? không? Một Một người 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 ta ta đăng đăng tin tin là là đi đi tìm tìm ông ông A A ông ông B B đấy. đấy. Tìm Tìm anh anh em em họ họ hàng hàng bọn bọn nhà nhà đi đi từ từ cách cách đây đây 50 50 năm. năm. Rồi Rồi bây bây giờ giờ tìm tìm lại lại ấy, ấy, người người ta ta đăng đăng 3 3 lần. lần. Mà Mà nếu nếu mà mà đăng đăng 3 3 lần lần mà mà không không phát phát hiện hiện ra ra ấy, ấy, thì thì coi coi như như là là đăng đăng 3 3 lần lần không không phát phát hiện hiện ra ra thì thì coi coi như như là là mất mất tích tích không? không? Các Các bạn bạn còn còn nhớ nhớ cái cái đấy đấy không không ạ? ạ? Đấy Đấy là là cũng cũng có có cái cái quy quy định định của của nó. nó. Nó Nó có có cái cái quy quy định định của của nó. nó. Thế Thế cho cho nên nên đấy đấy là là chúng chúng ta ta phải phải có có cái cái công công văn văn xác xác định định nợ nợ và và có có dấu dấu của của bưu bưu điện, điện, coi coi như như là là chúng chúng ta ta gửi gửi đi đi rồi. rồi. Và Và cuối cuối cùng cùng là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ tự tự làm làm một một cái cái quyết quyết định định xóa xóa nợ nợ hoặc hoặc là là thiết thiết lập lập dự dự phòng. phòng. Thì Thì đây, đây, hôm hôm nay nay chúng chúng ta ta vừa vừa nói nói về về quy quy định định của của pháp pháp luật. luật. Công Công tư tư thì thì mọi mọi người người tự tự tra tra nhé. nhé. Đôi Đôi khi khi chúng chúng ta ta cứ cứ phải phải tự tự một một chút chút thì thì chúng chúng ta ta mới mới nhớ nhớ được. được. Chứ Chứ còn còn không không tự tự thì thì chúng chúng ta ta lại lại cũng cũng không không nhớ. nhớ. Đấy. Đấy. Và Và tất tất cả cả những những cái cái giấy giấy tờ. tờ. Và Và thứ thứ hai hai là là nó nó cũng cũng không không phải phải quá quá sức sức của của mọi mọi người người đúng đúng không không ạ? ạ? Nguyên Nguyên tắc tắc của của luật luật là là cũng cũng không không bao bao giờ giờ yêu yêu cầu cầu những những cái cái quá quá đáng. đáng. Không Không bao bao giờ giờ người người ta ta yêu yêu cầu cầu là là có có nhà nhà thì thì mới mới được được là là có có hộ hộ khẩu, khẩu, hoặc hoặc là là yêu yêu cầu cầu là là có có hộ hộ khẩu, khẩu, sau sau này này mới mới được được có có nhà. nhà. Đấy Đấy là là cái cái quan quan điểm điểm ngày ngày xưa xưa rồi. rồi. Quan Quan điểm điểm hiện hiện nay nay người người ta ta không không đến đến mức mức quá quá quắt quắt như như vậy. vậy. Đồng Đồng ý ý không không ạ? ạ? Rồi, Rồi, ok, ok, thế thế là là từ từ cái cái chứng chứng từ từ này này thì thì chúng chúng ta ta lại lại mới mới được được phép phép sang sang một một bước bước thứ thứ hai. hai. Đấy Đấy là là chúng chúng ta ta ghi ghi nợ nợ và và ghi ghi vào vào bút bút toán. toán. Cho Cho nên nên cái cái vai vai trò trò của của cái cái toán toán trưởng trưởng ấy, ấy, đôi đôi khi khi các các anh anh chị chị thấy thấy không không ạ? ạ? Chúng Chúng ta ta nghiên nghiên cứu cứu văn văn bản bản pháp pháp luật luật để để chúng chúng ta ta vận vận dụng dụng cho cho anh anh em. em. Chứ Chứ cũng cũng không không hẳn hẳn là là chúng chúng ta ta phải phải ngồi ngồi chúng chúng ta ta làm. làm. Nhưng Nhưng chúng chúng ta ta vạch vạch ra ra cho cho anh anh em em những những cái cái vấn vấn đề đề về về quy quy định, định, những những cái cái vấn vấn đề đề về về văn văn bản bản để để anh anh em em người người ta ta cũng cũng hiểu hiểu được được và và người người ta ta vận vận dụng dụng được được cho cho hoạt hoạt động động sản sản xuất xuất kinh kinh doanh doanh của của doanh doanh nghiệp. nghiệp. Chứ Chứ nếu nếu mà mà cái cái toán toán trưởng trưởng mà mà chúng chúng ta ta cứ cứ quá quá chăm chăm chút chút rồi rồi thì thì nếu nếu mà mà bạn bạn trích trích lập lập 100% 100% rồi rồi thì thì 3 3 năm năm thì thì không không xóa xóa nợ nợ nữa nữa thì thì cái cái nghiệp nghiệp vụ vụ đấy, đấy, cái cái nghiệp nghiệp vụ vụ các các bạn bạn xóa xóa nợ nợ nội nội bộ bộ thôi thôi bởi bởi vì vì các các bạn bạn lại lại trích trích lập lập toàn toàn bộ bộ rồi rồi mà mà đúng đúng không? không? Nhưng Nhưng mà mà ví ví dụ dụ có có những những cái cái trường trường hợp hợp mà mà chưa chưa đến đến 3 3 năm năm ấy ấy thì thì chúng chúng ta ta vẫn vẫn có có thể thể xóa xóa sổ sổ nợ. nợ. Ví Ví dụ dụ giống giống như như là là cái cái đối đối tác tác của của chúng chúng ta ta nó nó phá phá sản sản
đúng cái năm dịch ấy, thì Yeah. bà Cô cô họ họ của tôi làm công ty chuyên về thực phẩm, doanh thu mỗi năm khoảng độ 50 tỷ. Và cái anh kế toán trưởng ở đấy thì anh ấy vừa làm kế toán trưởng này, anh vừa làm kế toán thuế, và anh trả cho anh em thì làm kế toán thuế cả. Thế là anh ấy cứ hàng tháng, hàng hàng quý là anh ấy tự lên báo cáo, anh tự nộp. Và đến khi từ năm ròng rã, từ năm 2015 đến năm 2020 thì anh là người trực tiếp làm kế toán thuế luôn. Và đến năm 2020 khi mà quyết toán thuế thì cơ quan thuế yêu cầu anh phải nộp, yêu cầu anh ấy là phải mang tất cả sổ lên cho cơ quan thuế xem. Thì anh mãi không mang được sổ lên, và cơ quan thuế yêu cầu xuống xem trực tiếp chứng từ thì anh cũng không dám xem trực tiếp chứng từ. Và cuối cùng mới phát hiện ra là ông ấy toàn bốc số liệu để ông lên báo cáo thôi. Ông toàn bốc số liệu để lên báo cáo thôi, và ông không hề có sổ, và chứng từ của ông cũng rất là lộn xộn. Đối với người làm kế toán mà sổ không có và chứng từ rất là lộn xộn, ông tự cộng tay lên báo cáo tài chính và ông tự nộp, ông tự kê thuế. Và sau này một trong những cái vấn đề mà công ty gặp phải đấy là cái doanh thu lũy kế trên báo cáo tài chính. Doanh thu lũy kế trên báo cáo tài chính là 100 tỷ. Tôi lấy số tròn cho mọi người dễ hiểu nhé. Trong khi đấy doanh thu theo hóa đơn là 101,2 tỷ. Tức là chênh lệch thiếu là 1,2 tỷ. Thì theo mọi người bây giờ doanh thu mà thiếu mất 1,2 tỷ thì cơ quan thuế người ta sẽ giải quyết những vấn đề gì? Bây giờ doanh thu ở trên báo cáo tài chính có 100 thôi, mà doanh thu mà cộng dồn hóa đơn ra ấy, tức là anh kê khai thiếu, thiếu 1 tỷ 2. Cái thời đấy thì chưa có hóa đơn điện tử, cho nên là người ta check nó hơi yếu. Đấy. Thiếu mất 1 tỷ 2. Cơ quan thuế nó đưa ra phương án ngay. Cơ quan thuế người ta bảo là bây giờ nếu mà doanh thu thiếu 1 tỷ 2 thì người ta bảo là lợi nhuận tăng thêm 1,2 tỷ. Nộp thuế giá trị gia tăng. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi nộp phạt nộp phạt. Phạt trốn thuế. Phạt nộp chậm, phạt trốn thuế. Cơ quan thuế người ta đưa ra mấy cái này. Và khi mà phân tích ra thì tôi thấy là cơ quan thuế người ta đưa ra mấy quan điểm này sao? Mọi người đồng ý không ạ? Người ta cứ căn cứ vào luật quản lý thuế người ta đưa ra mấy quan điểm này. Chả sai. Thế bây giờ nếu mà như vậy thì ở đây 120 triệu à? Ở đây là bao nhiêu? 1 tỷ 2 lợi nhuận mà thêm 1 tỷ 2 thì đây là 240 triệu à? À, phạt thêm 480 triệu nữa. Phạt đột thì thôi tính nhá. Thế tổng cộng là phạt mất bao nhiêu ạ? Phạt tổng cộng là 360. Đây, tôi tính nhậm hơi kém nhá. Chắc là phải dùng máy tính nhá. Phạt tổng cộng 840 triệu. Quan điểm của mọi người xem về vấn đề này như thế nào? Mời mọi người đưa ra quan điểm của mọi người. Phạt tổng cộng 480 triệu. Mọi người đồng ý không? Chúng ta có ý kiến khác không? Đấy, cho nên là đấy vai trò của kế toán trưởng nó quan trọng như vậy. Nhiều người cứ lao vào làm hoặc là đôi khi ích kỷ là không muốn cho anh em làm. Xin lỗi mọi người nếu mà nói câu đấy hơi đụng chạm. Là cứ lao vào làm hoặc là đôi khi cũng lười làm nhưng cũng không muốn ai làm. Và để che giấu cái lười của mình thì lại tự bốc thuốc số liệu là đi nộp, và cuối cùng thì doanh thu trên hóa đơn là cao hơn so với doanh thu trên báo cáo tài chính là 120 triệu, 1 tỷ 2. Và cơ quan thuế phát hiện ra ngay, người ta cộng dồn lại, người ta phát hiện ra ngay. Và lợi nhuận tăng thêm, người ta bảo là chênh lệch thiếu mất 1 tỷ 2. Thì bây giờ chúng ta là kế toán trưởng, chúng ta phải có giải pháp. Và sau đợt này tôi nhảy vào trực tiếp luôn để tôi giải quyết, cũng không để cho anh ấy giải quyết nữa. Anh không còn khả năng để giải quyết nữa. Rồi. Bạn
Các bạn không nghe thấy. Các bạn nghe thấy chưa? Ở nhà tôi mưa to lắm, nhưng không sao. Rồi, một bạn phát hiện ra rồi, bạn bạn lo lo phát hiện ra rồi là quên chưa tính ra vốn ở tỷ 2. Ok, tôi đồng ý quan điểm của bạn. Tức là người ta đôi khi nó vui là người ta quên mà người ta cố tình quên đúng không? Đại ý như vậy. Nhưng mà thực ra bạn bạn Long Ngô người ta cũng có cơ sở của người ta đấy. Người ta bảo là ồ thế, nhưng mà chi phí em đưa hết vào rồi còn đâu. Bây giờ em còn chi phí ở đâu nữa? Bây giờ chúng ta mà đưa ra vốn vào thì chúng ta lấy ra vốn ở đâu? Mọi người hiểu ý tôi phân tích không ạ? Tức là bây giờ người ta bảo là ra vốn mà đưa vào thì em lấy ra vốn ở đâu? Em phải ghi được tài khoản 632. Nhưng mà em lấy cái gì để em đối ứng với 632? Đấy, việc đầu tiên mọi người sẽ thấy này, lợi nhuận không thể tăng thêm 1 tỷ 2 được, mà chúng ta phải đưa thêm ra vốn vào. Đưa ra vốn vào để giảm lợi nhuận. Đấy là chủ trương chung nhá. Thuế giá trị gia tăng nộp thêm 120 triệu là đúng chưa? Mọi người, xin lỗi mọi người, khó quá. Thuế giá trị gia tăng nộp thêm 120 triệu là đúng chưa? Anh các chị. Thuế giá trị gia tăng nộp thêm 120 triệu là đúng chưa? Lớp mình trầm thế nhỉ? Mọi người cứ đưa ra quan điểm đi, chúng ta học cho vui mà. Mọi người chúng ta đừng có suy nghĩ nặng nề quá là phải học chuyện đúng sai. Chúng ta học cho vui thôi ạ. Và tôi nghĩ là vui là cũng rất là hiệu quả. Chứ không phải là chúng ta vui gọi là vui cho có. Cho nên tại sao tôi chọn cái giờ này, giờ này là giờ tất cả mọi người chúng ta có thời gian để chúng ta học và chúng ta làm việc. Nhiều anh chị cứ bảo là sáng hiệu quả nhưng mà nói về sáng tối, tối hiệu quả hơn. Rồi mọi người thấy là cái thuế giá trị gia tăng chúng ta nộp chưa mọi người? Thuế giá trị gia tăng chúng ta nộp rồi chứ. Thuế giá trị gia tăng chúng ta nộp rồi đúng không? Chúng ta đã nộp rồi. Đã nộp hàng quý rồi. Mọi người nhớ cái này nhá. Cho nên không phải những cái vấn đề người ta đưa ra cái gì cũng đúng đâu ạ. Tất nhiên là chúng ta làm việc thì chúng ta cũng phải nhớ. Đôi khi chúng ta cũng phải nhẹ nhàng lịch sự, chúng ta đừng bao giờ chúng ta làm gì quá đáng là chúng ta phản biện một cách gay gắt. Nhưng mà rõ ràng là với giá trị gia tăng mọi người nộp rồi mà không cẩn thận bây giờ người ta bảo truy thu, người ta bảo phạt, chúng ta lại nghĩ ít rằng chúng ta chưa nộp, chúng ta mất thêm một lần thuế nữa. Cái thuế thu nhập doanh nghiệp là 240 triệu ạ. Chưa thể nói 240 triệu được. Thì sau hôm đấy ấy, tôi làm việc thì tôi mới đặt ra vấn đề là bảo thứ nhất là thuế giá trị gia tăng đấy thì các anh chị check lại cho bọn em, bởi vì bọn em đã nộp thuế giá trị gia tăng theo cái ngưỡng kia rồi. Bọn em đã nộp thuế giá trị gia tăng theo cái mức 101,2 tỷ rồi, cho nên là bây giờ đề nghị là cái phần thuế giá trị gia tăng này là bỏ ra được chưa. Vấn đề tiếp theo là ra vốn. Thì chúng ta muốn giảm ra vốn thì chúng ta phải xác định một cái vấn đề là cái cơ cấu ra vốn của chúng ta nó gồm những gì. Thì trong cái cơ cấu ra vốn của chúng ta nó có những cái gì, thì đầu tiên nó sẽ có nguyên vật liệu, nó sẽ có nhân công, nó có vân vân và mây mây. Tuy nhiên là cái phần nguyên vật liệu và cái phần nhân công thì mọi người sẽ thấy là cái phần nhân công chúng ta đưa hết vào chi phí rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm cái nguyên vật liệu. Tức là chúng ta sẽ tìm thử xem cái hàng tồn kho của chúng ta còn dư hay không để chúng ta cố gắng chúng ta đưa vào ra vốn. Chúng ta đưa thêm vào ra vốn cái phần hàng tồn kho. Rất là may là công ty vẫn đang còn hàng tồn kho cho các bạn ấy chưa xuất hết. Và chúng tôi sau này sau khi trao đổi thì đúng theo cái tỷ lệ là phần nguyên vật liệu nó cũng khoảng độ 50% 60% thì tôi đã đưa được 720 triệu và ra vốn rồi. Phải đưa hàng tồn kho và ra vốn tổng cộng là 720 triệu. Như vậy là lợi nhuận của chúng ta không phải tăng thêm 1 tỷ 2 mà lợi nhuận của chúng ta chỉ tăng thêm 420 triệu thôi, 480 triệu thôi, đúng không? Mọi người công nhận không ạ? Khi mà chúng ta đưa được giá vốn vào hàng tồn kho, chúng ta đưa được hàng tồn kho vào trong ra vốn
thì lợi nhuận của chúng ta sẽ không phải là 1 tỷ 2 nữa, lợi nhuận của chúng ta sẽ giảm đi còn 480 triệu. Mà khi mà lợi nhuận giảm đi còn 480 triệu thì rất là đơn giản, thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của chúng ta nó chỉ là 120 triệu thôi. Lúc đấy thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của mọi người sẽ 120 triệu. Hoặc nộp chậm, đồng ý. Tuy nhiên là cái này nó cũng không đáng kể đúng không? Đấy, chúng ta ok, chúng ta tạm thời bỏ cái này đi. Nộp chậm không phải là vấn đề. Thế theo các bạn phạt trốn thuế á, phạt trốn thuế lúc đấy nó sẽ là bao nhiêu? Phạt trốn thuế lúc đấy là bao nhiêu mọi người? Nếu mà thuế thu nhập doanh nghiệp mà bị truy thu là 120 triệu thì phạt trốn thuế của mọi người chúng ta sẽ là bao nhiêu? Gấp mấy lần cái 120 triệu? Một lần. Tôi thấy ít khi người ta áp dụng một lần, có bạn ba lần. Thôi đi, đúng theo thông lệ của người ta là chúng ta hay áp dụng là mấy lần ạ? Cứ lấy 1 cộng 3 là lấy 1 cộng 3 là chia 2 là mấy lần? 2 lần đúng không? Nộp phạt 240 triệu. Đúng không? Đúng cái kiểu của người ta 1,5. Rồi có người 1,5. Tuy nhiên là mọi người sẽ thấy là cái câu chuyện 120 triệu này mà để đánh phạt thêm 240 triệu vẫn nhiều. Cho nên giải pháp ở đây có một cái cách rất là đơn giản là chúng ta chủ động nộp 120 triệu trước khi có biên bản. Rồi, đây mới là cái mấu chốt của vấn đề. Sau một loạt cái bài toán đặt ra, cho nên là kế toán trưởng là người đi giải quyết bài toán. Kế toán trưởng là người đi giải quyết bài toán, còn mấy việc mà nộp lại báo cáo tài chính, sửa lại báo cáo tài chính vân vân thì để cho các bạn kế toán tổng hợp các bạn làm. Tôi đến bây giờ đi tư vấn cho các công ty, tôi cũng không tham gia trực tiếp vào khâu lập báo. Quy định phạt là quy định nào? Chúng ta thấy rất là ưng. Chúng ta lấy luật. Thì mọi người sẽ thấy là trong luật quản lý thuế, nếu mà chúng ta tội trốn thuế sẽ bị phạt từ 3 lần vi phạm trốn thuế. Đấy. Và vấn đề thứ hai là nếu như những lần đầu mà chúng ta không cố ý và chúng ta chủ động khắc phục thì chúng ta sẽ bị gì? Các bạn nghe thấy rõ không ạ? Và một số bạn chắc là hơi mạnh, hơi yếu hay sao nhỉ? Các bạn mở loa to một chút. Thì trong cái trường hợp này nếu mà không nghe gì luôn á, sao lại thế nhỉ? Hoặc là cũng có thể do trời mưa cho nên mạng hơi yếu một chút. Rồi mọi người sẽ thấy là rồi các anh chị mà nếu mà bạn nào mà nghe không rõ thì mọi người chat vào đấy cho tôi một chút là tôi sẽ cố gắng tôi chỉnh lại thôi ạ. Rồi các mọi người cứ chat vào nhé, bởi vì nhiều khi dạy tôi cũng ham, tôi cũng chả để ý lắm. Rồi bây giờ mọi người thấy là nếu mà lỗi không cố ý này, lỗi lần đầu này, rồi chúng ta là vi phạm không mang tính chất hệ thống và chúng ta chủ động chúng ta khắc phục 120 triệu đấy, thì chúng ta sẽ đưa vào tình tiết giảm nhẹ, chúng ta sẽ bị phạt 20% của cái khoản đấy, tức là chúng ta sẽ bị phạt 24 triệu thôi, thay vì chúng ta bị phạt 200 thay vì chúng ta bị phạt 240 triệu thì chúng ta chỉ bị phạt có 24 triệu thôi. Như trong trường hợp này, đâu đó toàn bộ cái số tiền khắc phục của bọn tôi ấy là nó sẽ rơi vào khoảng độ 150 triệu. Và sau này tôi giúp cô giám đốc đấy giải quyết công việc thì cô giám đốc cũng cảm ơn tôi rất là nhiều, nhưng tôi bảo không thôi, những cái này thì tôi cháu làm đúng thôi chứ cháu cũng chả phải là làm cái gì để xử lý này kia, cho nên cũng không cần phải cảm ơn riêng quá nhiều những cái chuyện đấy cho cháu đâu. Và mọi người sẽ thấy một cái câu chuyện rất là đơn giản là vận dụng văn bản quy phạm pháp luật để chúng ta thấy đây là luật quản lý thuế. Cái câu chuyện từ việc bị phạt từ 1 đến 3 lần với câu chuyện chỉ bị phạt 20% ấy, cái khoảng cách nó rất là mong manh mọi người ạ. Khoảng cách nó rất là mong manh, khoảng cách nó rất là đơn giản.
và có thể là vì chúng ta mà không hiểu chắc là nguy hiểm rồi. Bởi vì cái hôm ấy tôi bảo với cô giám đốc bảo cô ơi, cháu đã làm việc để đưa được chi phí vào rồi cho nên lợi nhuận nó tụt xuống ấy, nộp lại báo cáo rồi. Cô đưa cho cháu 120 triệu để cháu nộp lên ngân sách nhà nước. Cô bảo người ta đã ra biên bản đâu, làm gì đã biết phải mất tiền gì đâu mà đã phải nộp, sao mà phải nộp sớm thế, thì sau này cứ ra biên bản đi rồi nộp một thể. Nhưng mà chúng ta rõ ràng là chúng ta là kế toán trưởng, chúng ta là kế toán thuế, chúng ta phải hiểu sâu được về luật và không có cách nào khác là ngoài đọc ngoài va chạm ra, thì chúng ta phải tìm hiểu thêm ngoài xã hội, phải đi học, nó đơn giản vậy thôi đúng không, ai cũng phải đi học cả. Cho nên xin thưa mọi người, nhiều anh chị cứ nói những cái câu khá là xúc phạm, kiểu giống như là không học mà bây giờ tao vẫn là ông chủ. Tất nhiên có những người người ta không học cái này, người ta học cái khác, mình cũng tôn trọng người ta. Nhưng mà khi mà chúng ta là ông chủ thì chúng ta cũng không thể không tôn trọng người khác được. Bởi vì xin thưa mọi người là tất cả những tỷ phú của Việt Nam ấy đều những người học cực kỳ giỏi. Mọi người để ý xem có đúng không? Tức là người 10 người giàu nhất của Việt Nam đều là người học hành rất là giỏi. Cho nên những người còn lại thì thực sự cũng đâu giàu như họ đâu. Đấy, mà cũng đâu hẳn là giỏi như họ đâu. Cho nên chúng ta cũng đừng có vội nói là chúng ta không học mà chúng ta vẫn giàu, vẫn giỏi được. Bởi vì cuộc sống nó cũng rất là đa dạng. Và các bạn sẽ thấy là cũng chả có tỷ phú nào không cho con học cả. Ừ. Và các bạn thấy là những người học giỏi cũng chả bao giờ xã hội người ta không 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 dành cho những cái ưu ái nhất định cả. Bởi vì người ta ở một cái chừng mực nào đấy người ta vẫn làm tốt công việc của người ta. Còn giàu có thì khỏe mạnh hoặc là cao siêu gì đấy, đôi khi cuộc sống nó là vô cùng đúng không? Chúng ta có một cuộc sống cảm giác ổn là được. Thế nên bây giờ đối với một doanh nghiệp cũng thế, khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ thấy nếu mà thẳng ra mà như cái cách tính toán kia thì chúng ta sẽ thiệt hại rất là nhiều. Nếu mà mọi người không thực sự hiểu luật và thực sự là chúng ta không hiểu cái công tác kế toán thì chúng ta sẽ sai rất là nhiều. Cho nên ngay từ cái việc vận dụng quy định của pháp luật mọi người đã thấy nó rất là mệt mỏi. Tôi chưa nói về những cái câu chuyện khác, bây giờ những cái câu chuyện về chứng từ các thứ nhé. Hôm vừa rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một cái câu chuyện khác, đối với kế toán trưởng nó còn nhiều cái bài toán lắm. Rồi giới thiệu mỗi thứ một ít để mọi người cũng định hình ra. À rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài toán khác, à gọi là bài toán kế toán quản trị. Cái bài toán kế toán quản trị nó vừa ảnh hưởng đến kế toán quản trị, nó vừa ảnh hưởng đến kế toán thuế. Đấy là một cái rất là hay. Thì tại sao nó lại vừa ảnh hưởng đến kế toán quản trị, nó lại vừa ảnh hưởng đến kế toán thuế của doanh nghiệp? Nó lạ cái điểm là gì ạ? Hôm trước là tôi đây quay lại về cái câu chuyện cái công ty chuyên về xét nghiệm y tế. Cái công ty chuyên về xét nghiệm y tế đấy của tôi ấy, là doanh thu người ta phản ánh đúng. Mọi người ạ, doanh thu là phản ánh cơ bản là gần đúng. Doanh thu là phản ánh cơ bản là gần đúng. Đấy. Tuy nhiên là bây giờ lại sẽ xảy ra một cái trường hợp là ông giám đốc là lương ông gần 100 triệu một tháng cơ. Là lương kế toán quản trị, lương nội bộ của ông là gần 100 triệu một tháng. Thì khi mà lương của ông gần 100 triệu một tháng thì giải pháp của ông là gì? Là không đóng thuế thu nhập cá nhân. Ông không muốn đóng thuế thu nhập cá nhân. Cho nên là ông ấy dùng một cái biện pháp rất là đơn giản thôi. Là ông lấy nguyên vật liệu. Ông ấy nói thẳng ra là ông mua hóa đơn nguyên vật liệu để ông ấy bù cho cái phần tiền lương. Đấy, mọi người thấy là đây là kế toán quản trị nha. Nó cũng liên quan đến kế toán thuế. Tức là lương giám đốc rất là cao. 100 triệu một tháng cơ. Lương giám đốc rất là cao nhưng mà giám đốc lại không muốn muốn đóng thuế thu nhập cá nhân. Ông không muốn đóng thuế thu nhập cá nhân. Khi mà lương rất là cao mà không muốn đóng thuế thu nhập cá nhân thì lại thêm một cái bài toán nữa là người ta đi mua hóa đơn VAT, người ta mua hóa đơn VAT thì ở dưới góc độ kế toán quản trị là công ty sẽ có lợi. Theo mọi người là sẽ lợi gì ạ? Góc độ kế toán quản trị mà nếu mà người ta làm những cái động tác như này thì người ta sẽ có lợi gì? Các anh chị sẽ thấy nó có rất nhiều các lợi nhá. Khi nói về kế toán quản trị là chúng ta sẽ phân tích nó hơi, quan điểm nó hơi khác kế toán tài chính một chút.
Chúng ta sẽ thấy thấy là là người người ta ta rất rất có có rất rất nhiều nhiều lợi lợi theo theo mọi mọi người. người. Lợi Lợi ở ở đây đây sẽ sẽ là là gì? gì? Cả Cả lớp. lớp. Mọi Mọi người người thử thử phân phân tích tích cho cho tôi tôi xem xem ạ. ạ. Mua Mua hóa hóa đơn đơn thì thì lợi lợi cái cái gì? gì? Hơi Hơi thô thô một một chút chút nhưng nhưng mà mà chúng chúng ta ta cứ cứ phân phân tích tích ra ra nhé. nhé. Rồi. Rồi. Mua Mua hóa hóa đơn đơn là là việc việc đầu đầu tiên tiên là là việc việc đầu đầu tiên tiên là là ông ông ấy ấy không không phải phải đóng đóng thuế. thuế. Đóng Đóng thuế thuế thu thu nhập nhập cá cá nhân nhân á, á, bởi bởi vì vì phần phần mua mua hóa hóa đơn đơn nó nó sẽ sẽ bù bù cho cho phần phần lương lương của của ông ông ấy ấy mà, mà, đúng đúng không? không? Thứ hai là như một số bạn nói ở đây đúng là chúng ta không phải làm chứng từ lương lậu gì cả. Vấn đề thứ hai là cái VAT phải nộp nó sẽ giảm. Mọi người công nhận đấy không? Cái VAT phải nộp của chúng ta sẽ giảm đi. Tăng chi phí mà. Ok, đồng ý. Tức là chi phí chúng ta ở trong trường hợp này công ty thì không phải là tăng chi phí mà chúng ta sẽ thay thế chi phí. Tức là thay thế chi phí lương bằng cái chi phí có hóa đơn. Thì khi mà thay thế chi phí rồi, cái lợi ích thứ ba của ông là sẽ thay thế chi phí. Thế chi phí lương bằng chi phí hóa đơn, chi phí nguyên vật liệu. Mà cụ thể ở đây là hóa chất. Rồi, thay thế chi phí. Thì khi mà thay thế chi phí thì cơ bản là chúng ta thấy là cái thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta nó cũng giảm đi. VAT cũng giảm đi đúng không? Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm. Tuy nhiên là sau này khi mà bị quyết toán thuế, cái đợt đấy tôi vào thì chuẩn bị quyết toán thuế rồi. Thì cơ quan thuế đưa ra một cái quan điểm mà tôi thấy cái quan điểm này thực sự là doanh nghiệp cũng rất là đuối. Đấy. Đấy là phần chi phí nguyên vật liệu. Người ta chưa phát hiện ra hóa đơn giả nhé. Người ta chưa phát hiện ra hóa đơn giả. Vượt quá định mức. Máy móc. Máy móc xét nghiệm. Chi phí hóa chất. Người ta đưa ra một quan điểm là chi phí hóa chất vượt quá định mức máy móc xét nghiệm. Rồi, ok. Đây là một quan điểm của người ta đấy. Và bạn kế toán thuế và kế toán trưởng bạn kế toán thuế và kế toán trưởng há hốc mồm luôn. Bạn kế toán trưởng há hốc mồm luôn. Mà người ta đưa ra quan điểm người ta bảo là thôi, bây giờ các anh các chị chúng tôi cũng xem xét thiết kế của máy móc rồi. Máy móc thì có công nghệ rồi đúng không ạ? Chúng tôi kiểm tra là cái định mức tiêu hao của máy móc thiết bị là thấp hơn so với cái phần nguyên vật liệu anh đưa vào, cái phần hóa chất anh đưa vào xét nghiệm. Thì theo mọi người, cái bước tiếp theo người ta sẽ là gì? Với cái việc mà chi phí vượt quá định mức thì cơ quan chức năng người ta sẽ đi theo hai hướng nào ạ? Cơ quan chức năng người ta đi theo hai hướng nào? Theo mọi người. Tôi gợi ý cho mọi người là chúng ta sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất là loại bớt chi phí hóa chất đúng không? Rồi cái hướng này chắc là nhiều anh chị cũng đang nghĩ. Rồi, chính xác. Nhiều anh chị chúng ta cũng đang đi theo hướng là loại bớt chi phí hóa chất đi rồi. Không tính vào chi phí thực trừ đúng rồi. Đó là chúng ta sẽ loại bớt chi phí đi ạ. Hướng thứ hai ạ. Còn một hướng nữa. Hướng thứ hai. Theo mọi người, một hướng thứ hai còn cái quan điểm suy luận của người ta còn nguy hiểm hơn. Thì các anh chị tôi gợi ý như vậy. Rồi, ok, cảm ơn bạn Diệu Anh. Bạn Diệu Anh đã đi theo một hướng nguy hiểm hơn đối với doanh nghiệp rất là nhiều. Đấy là người ta nghĩ rằng là doanh thu cao hơn doanh thu thuế. Đúng không bạn Diệu Anh? Rồi, chính xác. Người ta sẽ ấn định doanh thu của chúng ta. Rồi, cảm ơn bạn Diệu Anh. Đấy, cho nên mọi người sẽ thấy không? Trong lớp mình sẽ nhiều anh chị sẽ đi theo hướng của kế toán là ôi chi phí này sai rồi chúng ta loại bớt chi phí đi, nhưng mà có những cán bộ người ta sẽ sắc sảo hơn thì sao, là đi đi theo một cái hướng là gì ạ,
Hóa ra là chứng tỏ ông bán được nhiều phết nhỉ. Tôi thấy buổi sáng mà ông cứ bảo là ông bán được có 100 bát phở, mà tôi thấy ông mua tôi thấy ông mua rất nhiều thịt. Tôi thấy ông mua không phải 20 cân thịt mà 50 cân thịt cơ. Với một ông bảo ông bán được 100 bát phở, tức là ông chỉ bán được khoảng độ 10 cân thịt bò đúng không? Nếu mà ông mua 50 cân thịt bò thì người ta không nghĩ rằng là 40 cân thịt bò của các bạn đấy là chúng ta mua về để nấu lẩu đâu. Người ta sẽ nghĩ theo cái hướng là các anh chị bán được 500 bát phở. Mọi người đã hiểu ý tôi nói không ạ? Cho nên là các anh chị sẽ thấy không, tại sao một số người người ta học giống như mình, nhưng mà nhiều anh chị có những cái tư duy hơi mang tính chất là vui vui, gọi là láu cá một chút đấy, thì các anh chị ra cuộc sống rất là nhạy. Và một số anh chị nếu mà cứ làm tuần tự ra cuộc sống, đôi khi chúng ta không phát huy được, vì chúng ta quá tuần tự, đôi khi cái mức độ nhạy trong công việc của chúng ta nó không cao. Nhiều anh chị đi làm cũng thế, cứ nghe bạn là ui rồi em cứ cống hiến đi thì sau này lợi ích thì công ty hưởng còn mình chả có gì. Cho nên bây giờ chúng ta phải đặt lại một cái vấn đề là gì, nếu mà chi phí hóa chất chúng ta vượt quá định mức máy móc xét nghiệm thì người ta có thể ấn định doanh thu cho chúng ta ở mức cao hơn. Nếu mà người ta ấn định doanh thu của chúng ta mức cao hơn, tức là thuế chúng ta phải nộp nhiều hơn. Cho nên cái kế toán quản trị và cái kế toán thuế nó có mối quan hệ rất là rõ ràng với nhau ở cái điểm này. Nó quan hệ với nhau rất là rõ ràng ở một cái điểm là gì ạ? Là đôi khi trong doanh nghiệp ấy, chúng ta gặp một cái trường hợp rất là buồn cười là chúng ta bỏ chi phí thực. Đấy. Đối với kế toán quản trị là chúng ta phản ánh chi phí thực, nhưng đối với kế toán thuế là chúng ta loại hết chi phí thực ra, chúng ta đi mua hóa đơn. Rất nhiều anh chị là bị cái trường hợp đấy. Khi mà nói đến kế toán quản trị là chúng ta sẽ loại chi phí thực ra thay bằng chi phí xử lý thuế. Đây là một cái quan điểm mà bây giờ người làm kế toán không bao giờ được phép làm nữa. Tức là ông giám đốc lương ông 100 triệu thì ông phải chịu trách nhiệm vào 100 triệu, chứ không phải là lương ông 100 triệu. Xong đấy ông ấy lại kiếm được, ông ấy lại kiếm được tiền từ cái việc ông đi mua hóa đơn. Các bạn công nhận điều đấy không ạ? Nên ông lại kiếm được tiền từ cái việc mua hóa đơn. Đấy là một cái sai lầm của các bạn làm kế toán. Hoặc là có khi lại người ta lại luôn luôn bảo mình là phải đi mua hóa đơn cho người ta để xử lý. Đấy, đây bảo là thôi, anh đi mua hóa đơn cho em đi để em xử lý chi phí. Rõ ràng là chi phí thực. Cho nên nói đến kế toán quản trị mọi người sẽ thấy là chúng ta bị những cái quan điểm rất là sai. Là chi phí thực của người ta là 100 triệu. Chi phí thực của người ta là 100 triệu thì lương của người 100 triệu thì chúng ta là phải động viên người ta đi nộp thuế đi chứ. Và chúng ta sẽ ghi chi phí đấy vào. Còn lại đương nhiên rồi. Thuế nộp nhiều thì công ty phải chịu. Chứ không phải là chúng ta lại đi mua hóa đơn để thay thế cho cái đấy được cả. Cho nên đấy là một quan điểm rất là sai của kế toán quản trị mà nhiều anh chị tự nhiên đưa mình vào thế khó. Cho nên nhiều anh chị làm kế toán là cứ bị bệnh cả nể. Sếp thì không chịu đưa lương vào, nhưng sếp lại xui là lấy hóa đơn các thứ vào. Đấy, thì tự nhiên thành thành cái rủi ro của mình. Đấy là cái vấn đề mà khi mà chia sẻ với mọi người về kế toán quản trị mà tôi mới hay phân tích ra cho mọi người để các anh chị chúng ta thấy. Hoặc là nói đến cái phần kế toán quản trị có một cái vấn đề rất là đơn giản. Chẳng hạn ví dụ giống như là đợt này bên bên cái xét nghiệm y tế của bọn tôi nó đang có lợi nhuận rồi. Thì nói đến kế toán quản trị thì chúng ta sẽ nói đến một cái bài toán rất là đơn giản nhưng mà gần như là suốt ngày cãi nhau. Đấy là cái lợi nhuận dương thì chúng ta phân phối như nào. Đấy. Và đặc biệt là với lợi nhuận âm thì được bù đắp từ đâu? Đặt ra hai cái câu hỏi rất là nhẹ nhàng vậy thôi. Mà chúng ta lại thấy không? Rõ ràng là vai trò kế toán trưởng chúng ta phải trả lời được. Lợi nhuận dương thì chúng ta phân phối như nào? Còn lợi nhuận âm chúng ta bù đắp như nào? Nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi tiếp theo là lợi nhuận giả là gì?
chúng ta phải xác định được xem là thực sự là công ty mình là lợi nhuận hay là lợi nhuận giả. Đấy, ba câu hỏi đặt ra đối với người làm kế toán mà khi mà phân tích kế toán quản trị. Và rất nhiều anh chị chúng ta nghĩ rằng là kế toán quản trị chính là kế toán nội bộ. Thì tôi không có quan điểm như vậy. Kế toán quản trị không phải là kế toán nội bộ. Kế toán quản trị là một cái hệ thống rất là độc lập với nó. Và một số trường đại học thì giảng viên lại bảo là các doanh nghiệp không có kế toán quản trị. Nói như vậy là cũng nói không đúng. Làm sao lại có chuyện người ta không có kế toán quản trị đâu. Người ta có, nhưng mà chúng ta làm sao mà chúng ta tăng cường cái vai trò chúng ta lên. Lợi nhuận giả là gì? Lợi nhuận giả ở đây là gì? Chúng ta xét lợi nhuận giả nó như nào? Nó đơn giản, lợi nhuận giả ví dụ hiện nay xin giới thiệu mọi người, tôi đang làm ban kiểm soát của một cái công ty chuyên về chuỗi về sushi. Công ty nó chuyên về chuỗi một sushi. Thì lợi nhuận giả là gì? Lợi nhuận giả rất là đơn giản thôi. Lợi nhuận giả chính là cái lợi nhuận. Lợi nhuận của những cái ông sushi vào cái thời điểm tháng 12. Đấy, vào thời điểm tháng 12 hoặc là tháng 1. Đấy là chính là lợi nhuận giả. Tại sao tôi dám khẳng định cái lợi nhuận giả là chính là lợi nhuận tại thời điểm này? Bởi vì tại thời điểm tháng 12, tháng 1 thì doanh thu của chúng ta cao. Cho nên là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã đầu tư một cái nhà hàng vào tháng 10. Thì mới tháng 12 chúng ta đã có lợi nhuận rồi. Thì như vậy là hoạt động hiệu quả. Doanh thu cao. Và chúng ta đưa ra một kết luận rất là đơn giản là tháng tháng 10 khai trương, tháng 11 lỗ và tháng 12 rồi tháng 1 đã có lãi rồi. Thì chúng ta phải khẳng định với nhau đấy là lợi nhuận giả. Mọi người ạ. Chứ còn nếu mà chúng ta bảo thôi cái này là lợi nhuận của công ty là rất là ngon rồi. Lợi nhuận của công ty là cao lắm. Làm ăn như vậy là cực kỳ là hiệu quả, mà khi mà chúng ta đã có lợi nhuận giả rồi thì tất cả cái phần phân tích của chúng ta đều sai hết. Cho nên là nguyên tắc của kế toán các bạn sẽ thấy là áp dụng kể cả đối với kế toán quản trị mà kể cả đối với kế toán thuế, người làm kế toán luôn luôn có một nguyên tắc là mọi người còn nhớ gì áp dụng trong trường hợp này các bạn, đấy là nguyên tắc thận trọng. Anh chị nhớ nhé, người làm kế toán luôn luôn có một nguyên tắc, đấy là nguyên tắc thận trọng. Tức là khi mà chúng ta chưa có cơ sở khẳng định chắc chắn doanh thu ấy là chúng ta phải coi doanh thu chúng ta thấp. Mà khi mà chúng ta chưa có cơ sở chắc chắn để chúng ta khẳng định chi phí thì chúng ta phải kết luận một cách chắc chắn là chi phí đấy kiểu gì cũng phát sinh ra. Đấy là nguyên tắc thận trọng. Cho nên nhiều anh chị bị cái nguy hiểm bởi vì chúng ta không đảm bảo được nguyên tắc thận trọng trong doanh nghiệp. Đấy, lợi nhuận giả mọi người ơi, lợi nhuận giả ở đây là gì? Là khi mà chúng ta tổng kết tình hình của công ty, chúng ta thấy là cái tháng 10 chúng ta khai trương, tháng 11, tháng 12, tháng 11 lỗ, nhưng mà tháng 12 rồi tháng 1 là chúng ta có lãi, là chúng ta khi mà có lãi thì rất là đơn giản thôi, chúng ta phân phối lợi nhuận. Chúng ta bắt đầu chúng ta chia. Chúng ta bắt đầu chúng ta mua sắm. Chúng ta chia, chúng ta mua sắm, vân vân và mây mây. Và sau khi chúng ta chia rồi chúng ta mua sắm rồi chúng ta thưởng Tết thì nó hết tiền. Và sau Tết thì thứ nhất là trời vừa lạnh, thứ hai là người ta đôi khi hết tiền, người ta hoặc là nhà hàng bên cạnh họ cũng mở sushi thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có lợi nhuận nữa. Và như vậy là dự đoán của chúng ta là sai. Có một cái nguyên tắc nữa khi mà đợt trước có một ông bên chuỗi của bọn tôi á, đợt trước có một cái kế hoạch là định mở một cái chuỗi về bánh tươi, cái bánh ngọt tươi, tức là cái bánh ngọt mà ở bên bên Thái Lan họ làm ấy, là cái bánh mọi người biết là bên Thái Lan có cái thương hiệu bánh After Hill không? After Hill ấy, mà khi mà vào After Hill ăn thì sẽ có một lửa ở trong là bếp đúng không? Một nửa ở ngoài là ngồi ăn và có thể bán mang đi ấy mọi người. Sang Thái Lan cái thương hiệu Otagil là cũng thương hiệu khá là nổi tiếng. Và lúc đầu thì bọn tôi cũng sang đấy cùng với ông sếp để đi khảo sát thực tế. Và sau khi khảo sát thực tế về thì tôi sẽ lên một cái dự toán. Đấy.
nói về lợi nhuận giả, báo cáo đấy thì chúng ta sang một cái vấn đề là vấn đề về dự toán. Dự toán thì việc đầu tiên của mọi người trong kinh doanh ấy, kể cả nội bộ hay là kể cả thế, thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là dự toán doanh thu. Chúng ta sẽ có một phần gọi là dự toán chi phí, và chúng ta có một phần gọi là dự toán lợi nhuận, đúng không? Chúng ta sẽ có ba phần: dự toán doanh thu, chi phí và dự toán lợi nhuận. Khi mà dự toán doanh thu thì mọi người sẽ nhớ một điều là gì ạ? Là khi mà ví dụ một cái hàng, chúng ta sẽ có một cái khái niệm ở đây là doanh thu giả. Doanh thu giả. Tại sao có khái niệm doanh thu giả ở đây ạ? Một cửa hàng thì doanh thu 1 tỷ. Nhưng nếu mà mọi người mở hai cửa hàng ấy, doanh thu không bao giờ được 2 tỷ cả. Đấy, mọi người nhớ nhé, một cửa hàng thì doanh thu của chúng ta là 1 tỷ. Nhưng mà nếu mà hai cửa hàng thì doanh thu của chúng ta có khi chỉ 1 tỷ 6 thôi. Bởi vì có một cái nguyên tắc trong kinh doanh, đấy là chúng ta san sẻ khách hàng. Đó, thay vì khách hàng người ta chỉ đến một cửa hàng thôi, thì khi mà chúng ta mở một cái cửa hàng khác thì khách hàng họ sẽ đến cái cửa hàng đấy gần hơn và họ ngồi đấy. Cho nên doanh thu của chúng ta sẽ đấy. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy là sẽ thêm một cái trường hợp nữa. Đấy là trường hợp gọi là trường hợp chi phí giả. Đấy, khi mà làm kế toán quản trị chúng ta sai nhiều lắm. Đấy, chi phí giả. Tôi lấy ví dụ lương của ông bếp tổng. Lương của ông bếp tổng nhá. Mà với một cam kết là thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp chi trả. Thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp chi trả. Thì mọi người thấy là chi phí giả là gì? Là nếu mà ông ấy làm một chuỗi thì lương của ông 20 triệu. Thì các anh chị không phải mất thuế cho người ta. Đúng không? Lương 20 triệu người ta làm giảm trừ gia cảnh cho họ, và làm là giảm trừ gia cảnh cho con, thì chúng ta sẽ không mất chi phí, không mất chi phí thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà khi mọi người trả cho người ta 40 triệu thì chúng ta sẽ phát sinh chi phí thuế thu nhập cá nhân chưa? Chúng ta phát sinh chi phí thuế thu nhập cá nhân rồi các bạn ạ. Thế cho nên chúng ta sẽ thấy là bao giờ đối với người làm kế toán quản trị ấy, cái sai lầm của tất cả các anh chị là đều luôn luôn xác định doanh thu và xác định chi phí sai. Cho nên khi mà chúng ta xác định doanh thu chi phí sai ấy, thì báo cáo của mọi người sai. Mà kế toán trưởng mà báo cáo sai ấy, thì đôi khi chúng ta rất là mất uy tín. Cho nên là khi mà xác định doanh thu và xác định chi phí ở kế toán quản trị, mà khi mà dự toán là chúng ta phải rất là thận trọng. Chi phí chúng ta phải cố tính đủ, doanh thu chúng ta phải cố tính ít đi một chút. Và có một cái vấn đề nữa, khi mà xây dựng dự toán là chúng ta phải xây dựng nhiều phương án. Chúng ta xây dựng dự toán là chúng ta xây dựng nhiều phương án. Thì để mọi người sẽ thấy là à, kế toán quản trị nó khác với cái việc mà chúng ta cứ ghi chép tiền nong hàng ngày. Thì cái việc chúng ta ghi chép tiền nong hàng ngày đấy chưa thể gọi là kế toán quản trị được các bạn ạ. Đấy, kế toán quản trị là chúng ta phải dự báo được và chúng ta phải sẵn sàng chúng ta ra được quyết định. Đấy, chúng ta dự báo được và chúng ta phải ra được quyết định, cái đấy là quan trọng. Cho nên nhiều anh chị hay bị vấp. Cho nên mới sinh ra những cái vấn đề về báo cáo tài chính các thứ, là chúng ta báo cáo tài chính nội bộ ấy là chúng ta bị sai. Mọi người nghỉ giải lao 1-2 phút nhé, tôi đi uống ngụm nước. Các anh chị nhé, mọi người nghỉ 1-2 phút ạ, tôi đi uống ngụm nước.
À, vâng, cảm ơn các bạn. Đúng Đúng như như bạn bạn Emin đã Emin đã nói nói nhé, chúng chúng ta ta sẽ sẽ tranh tranh được được trong trong tương tương lai. lai. Cái Cái khác khác biệt biệt nhất nhất của của kế kế toán toán quản quản trị trị với với kế kế toán toán thuế thuế là là một một ông ông là là chuyên chuyên làm làm về về quá quá khứ. khứ. Kế Kế toán toán thuế thuế là là chúng chúng ta ta chưa chưa làm làm về về quá quá khứ. khứ. Nhưng Nhưng kế kế toán toán quản quản trị trị là là chúng chúng ta ta phải phải làm làm được được về về tương tương lai. lai. Cho Cho nên nên là là đôi đôi khi khi một một số số anh anh chị chị làm làm kế kế toán toán thuế thuế chúng chúng ta ta làm làm khá khá là là tốt. tốt. Nhưng Nhưng mà mà đối đối với với những những người người làm làm kế kế toán toán quản quản trị trị như như nhiều nhiều anh anh chị, chị, đôi đôi khi khi chúng chúng ta ta cũng cũng chưa chưa thể thể nhìn nhìn hết hết được được cái cái nhạy nhạy cảm. cảm. Cho Cho nên nên một một số số anh anh chị chị chưa chưa thể thể lên lên được được vai vai trò trò kế kế toán toán trưởng trưởng là là vì vì vậy. vậy. Hoặc Hoặc là là đơn đơn giản giản ví ví dụ dụ tôi đang tôi làm đang phụ phụ trách trách của của một một công công ty ty chẳng chẳng hạn hạn nhé, nhé, phụ phụ trách trách toán toán của của một một công công ty, ty, ban ban kiểm kiểm soát soát đi, đi, thì thì cái cái anh anh giám giám đốc đốc ấy ấy anh anh ấy ấy cứ cứ thấy thấy có có lợi lợi nhuận nhuận là là anh anh tìm tìm cách cách anh anh chia. chia. Anh Anh cứ cứ thấy thấy lợi lợi nhuận nhuận là là anh anh tìm tìm cách cách anh anh chia. chia. Nhưng Nhưng trong trong khi khi đấy đấy quan quan điểm điểm của của mình mình là là gì gì ạ? ạ? Phải Phải rất rất là là thận thận trọng. trọng. Đấy Đấy đây, đây, chúng chúng ta ta lại lại quay quay lại lại cái cái câu câu chuyện chuyện này này có có lợi lợi nhuận nhuận thì thì chúng chúng ta ta như như thế thế nào? nào? Đầu Đầu tiên tiên là là anh anh tính tính lợi lợi nhuận nhuận là là anh anh tính tính sai. sai. Ví Ví dụ dụ khi khi mà mà tính tính lợi lợi nhuận nhuận nhá, nhá, tôi tôi chỉ chỉ lấy lấy tế tế nhị nhị một một chút chút thôi. thôi. Khi Khi mà mà chúng chúng ta ta tính tính lợi lợi nhuận nhuận thì thì anh anh không không trích trích xuất, xuất, không không trích trích xuất xuất cái cái chi chi phí phí thuế thuế sẽ sẽ bị bị phạt. phạt. Ví Ví dụ dụ thế, thế, thông thông thường thường là là bọn bọn tôi tôi hay hay trích trích là là 100 100 triệu triệu trên trên một một năm. năm. Mọi Mọi người người công công nhận nhận điều điều đấy đấy nhá. nhá. Đôi Đôi khi khi chúng chúng ta ta phải phải trích trích trước trước chi chi phí phí thuế thuế bị bị phạt phạt trước. trước. Làm Làm sao sao mà mà có có chuyện chuyện chúng chúng ta ta không không trích trích trước trước chi chi phí phí thuế thuế bị bị phạt phạt được? được? Đúng không mọi người? Chúng Chúng ta ta không không thể thể không không trích trích trước trước được được nhưng nhưng mà mà anh anh ấy ấy không không trích trích trước trước đấy. đấy. Mọi Mọi người người thấy thấy không không ạ? ạ? Chúng Chúng ta ta không không thể thể không không trích trích trước trước được. được. Không Không trích trích trước trước thì thì đấy đấy là là cuối cuối cùng cùng là là lợi lợi nhuận nhuận chúng chúng ta ta tính tính sai, sai và và lợi lợi nhuận nhuận chúng chúng ta ta tính tính sai sai thì thì đôi đôi khi khi chủ chủ trương trương quan quan điểm điểm của của chúng chúng ta ta nó nó sẽ sẽ lẻ 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 đi đi ngay. ngay. Chúng Chúng ta ta không không nghĩ nghĩ rằng rằng là là chúng chúng ta ta không không trích trích trước trước chi chi phí phí thuế thuế sẽ sẽ bị bị xử xử phạt phạt này. này. Đơn Đơn giản giản thứ thứ hai, hai, chúng chúng ta ta không không tức tức cái cái chi chi phí phí sửa sửa chữa chữa máy máy móc móc thiết thiết bị. bị. Đúng Đúng không? không? Đấy, Đấy, rõ rõ ràng ràng là là chúng chúng ta ta không không trích trích trước trước hai hai chi chi phí phí đấy đấy là là chúng chúng ta ta đã đã thấy thấy là là chúng chúng ta ta sai sai rồi. rồi. Đối Đối với với những những cái cái máy máy móc móc xét xét nghiệm, nghiệm, máy máy móc móc y y tế tế mỗi mỗi lần lần sửa sửa ấy, ấy, nó nó phải phải vài vài trăm trăm triệu. triệu. Mà Mà chúng chúng ta ta không không trích trích hai hai chi chi phí phí này này thì thì chúng chúng ta ta thuần thuần túy túy là là chúng chúng ta ta không không ấy ấy được. được. Còn Còn vấn vấn đề đề thứ thứ ba ba là chúng ta trả khổ khổ thuế thu nhập cá nhân cho chúng ta. nhưng Nhưng mà mà lại lại chúng chúng ta ta lại lại không không trích trích trước 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 cái cái phần phần thuế thuế thu thu nhập nhập cá cá nhân nhân trả trả hộ. hộ. Cho Cho nên nên câu câu chuyện chuyện đặt đặt ra ra đối đối với với tất tất cả cả mọi mọi người người ở ở đây đây này, này, câu câu chuyện chuyện đặt đặt ra ra với với tất tất cả cả các các anh anh chị chị ở ở đây đây là là gì gì ạ? ạ? Là Là chi chi phí phí của của chúng chúng ta ta khi khi mà mà làm làm kế kế toán toán quản quản trị trị tính tính sai, sai, và và chi chi phí phí khi khi mà mà làm làm kế kế toán toán quản quản trị trị chúng chúng ta ta tính tính sai sai thì thì báo báo cáo cáo tài tài chính chính của của chúng chúng ta, ta, báo báo cáo cáo quản quản trị trị chúng chúng ta ta sai sai và và chúng chúng ta ta phân phân phối phối lợi lợi nhuận nhuận sai. sai. Tất Tất cả cả những những cái cái này này nó nó sai sai và và nó nó sẽ sẽ ảnh ảnh hưởng hưởng chung chung với với công công tác tác kế kế toán. toán. Cho Cho nên nên kế kế toán toán quản quản trị trị là là một một cái cái tổ tổ hợp, hợp, hệ hệ thống thống thông thông tin tin nó nó rất rất là là đa đa dạng, dạng, nó nó rất rất là là nhiều. nhiều. Thì Thì hy hy vọng vọng có có thời thời gian gian là là tôi tôi sẽ sẽ cố cố gắng gắng tôi tôi chia chia sẻ sẻ một một chút chút với với mọi mọi người. người. Bây Bây giờ giờ chúng chúng ta ta ngoài ngoài kế kế toán toán quản quản trị trị thì thì mọi mọi người người sẽ sẽ thấy thấy là là rất rất nhiều nhiều các các cái cái vấn vấn đề đề chúng chúng ta ta sẽ sẽ sang sang một một cái cái vấn vấn đề đề cũng cũng liên liên quan quan đến đến kế kế toán toán quản quản trị trị nhé. nhé. Nhưng Nhưng mà mà nó nó lại lại còn còn liên liên quan quan đến đến cả cả kế kế toán toán thuế thuế nữa. nữa. Và Và đây đây chính chính là là cái cái phần phần báo báo cáo cáo tài tài chính chính ở ở đây đây là là báo báo cáo cáo kết kết quả quả kinh kinh doanh. doanh. Trong Trong báo báo cáo cáo kết kết quả quả kinh kinh doanh doanh thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ có có một một cái cái vấn vấn đề đề ở ở
mà không cẩn thận ấy, người ta bắt đền cho thế thôi mọi người nhỉ. Nếu mà chúng ta làm không cẩn thận là suốt ngày người ta bắt đền, cơ quan chức năng bắt đền ấy, mà kể cả cổ đông người ta cũng bắt đền. Cơ quan chức năng bắt đền mà cổ đông chúng ta bắt đền. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem là cái giá bán chúng ta có thể thấp hơn giá vốn được không. Thì cô cũng đặt ra là rất nhiều anh chị là chúng ta đôi khi ấy, chúng ta cứ nói một cái câu khá là quen thuộc là không được bán thấp hơn giá vốn, không được bán thấp hơn giá vốn. Hoặc là ví dụ giống như chúng ta có một câu rất là quen thuộc là chúng ta không được bán quá cao so với lại giá vốn. Rất nhiều anh chị sẽ bị đặt ra một câu hỏi là không được bán quá cao so với giá vốn. Tuy nhiên là cũng phải đặt lại vấn đề là quá cao là như nào. Các bạn ạ, mọi người có công nhận điều đấy không? Quá cao là như nào, như thế nào thì chúng ta gọi là quá cao chứ. Đấy. Cho nên nếu nếu bán cho nhà nước thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề là quá cao. Chứ còn tư nhân với nhau, xin thưa mọi người, chúng ta chả có cơ sở nào để chúng ta phạt người ta tội bán quá cao. Nếu mà người ta bán giá cao mà người ta có lợi nhuận, người ta đi nộp thuế thì người ta thành đúng. Bởi vì về nguyên tắc thuế thu nhập doanh nghiệp là người ta thu 20% lợi nhuận mà. Đồng ý không ạ? Người ta thu 20% lợi nhuận nhé. Cho nên cái việc anh bán giá quá cao không phải sao cả. Mọi người nhớ này, bán giá quá cao không phải là vấn đề quan trọng. Đấy, bán giá quá cao không phải là vấn đề quan trọng, mà miễn sao chúng ta sẽ nộp thuế trên cái phần chênh lệch đấy. Thế nên doanh nghiệp không có lỗi khi mà bán giá quá cao. Doanh nghiệp chỉ có lỗi khi mà ông bán giá quá cao và ông khai tăng chi phí lên để ông trốn thuế thôi. Mọi người nhớ điều này nhá, nói về giá bán này. Bán giá cao không vi phạm, mà chủ yếu doanh nghiệp vi phạm, vì hợp thức hóa chi phí thôi, khống chi phí nữa để trốn thuế. Đây mới là cái vấn đề mà rất nhiều anh chị tôi phải phân biệt cho mọi người. Nhưng anh chị lại bảo là tại sao cơ quan nhà nước người ta bảo không được bán giá quá cao. Nên đấy, chúng ta bán cho ngân sách nhà nước thôi. Đúng rồi, quan trọng là chúng ta lại do chúng ta bán giá quá cao và chúng ta muốn nộp thuế ít thì chúng ta lại đi mua hóa đơn. Nên chúng ta vi phạm là vi phạm ở chỗ mua hóa đơn, thì chúng ta không vi phạm ở cái phần phần bán giá quá cao. Thế bây giờ câu chuyện đặt lại nhé, là giá bán thấp hơn giá vốn thì mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là có quy định nào cho cái việc này không? Có quy định nào cho việc này không? Thì tôi cùng chiếu cho mọi người một cái công văn tôi đã từng viết để tôi giải trình với cơ quan chức năng nhé. Chúng ta làm việc với nhau thì đôi khi chúng ta phải làm việc bằng văn bản đúng không ạ? Chúng ta không thể làm việc bằng miệng được. Án là tại tại hồ sơ đúng không ạ? Chúng ta phải áp dụng là án tại hồ sơ đây. Tôi chiếu cho mọi người, mời mọi người chúng ta cùng xem. Khổ lắm, con trai tự nhiên đi theo cái nghề kế toán này vất vả. Mà thực ra nói chém gió vậy thôi, nghề quá nào chả vất vả. Xin thưa mọi người, 15 năm trước khi mà nhận được cái giấy báo trúng tuyển đại học ấy, mười mười mấy nhỉ? Đúng rồi, 20 năm trước khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học ấy, hành trang lên đại học kinh tế quốc dân của tôi có mỗi một cái thùng thùng tôn thôi. Cái thùng tôn chứ không phải vali đâu mọi người nhá. Cái thùng tôn ở quê ấy, tôi đi mua một cái khóa Trung Quốc mấy nghìn ấy, tôi khóa lắm. Và tôi có thêm một cái ba lô đi học của hồi lớp 12 ấy. Có mấy bộ quần áo và có đôi dép bí tít, thế là lên Hà Nội thôi. Thì khi mà đến bến xe Giáp Bát thì mấy ông xe buýt ông không cho mang thùng tôn lên xe buýt. Ông bảo là mang lên mà giơ chân người ta gãy chân cho nên ông đuổi xuống. Thì tôi với một đứa nữa mà nhập học mà không, cái hôm đấy là nhật học là bố tôi đưa ra, xong rồi tôi về quê mấy hôm mang cái thùng côn ra, thì người ta không cho nhập học, không cho mang xe buýt lên, không cho mang thùng côn lên xe buýt đâu ạ. Thế là tôi với thằng bạn tôi hiên ngang là hai đứa sẽ khiêng về,
thiên về trường kinh tế quốc dân cách đây mấy cây, bởi vì ông xe ôm ông bảo là ông lấy 50.000, mà mọi người biết là thời đấy là chỉ 10.000 là có khi ăn đủ cả ngày thoải mái rồi. Nhiều bạn sinh viên nữ ăn có 5.000 một ngày. Tôi bảo thế một một tuần thì ăn của cháu làm sao mà cháu chú đòi một 50.000 để chở cái thùng tôn đỗng của cháu được, cháu tự đi. Thế sau này ông ấy ấm ức quá, ông ấy lấy bọn tôi 10.000. Thế là bọn tôi mới đồng ý đấy. Thế mà lên Hà Nội học xong ấy mua được một cái xe đạp, đạp từ kinh tế quốc dân lên tận dốc Đội Cấn ở bảo tàng pháo binh để dạy gia sư. Có hôm dạy gia sư hết tiền, dạy xong thì đến ngày cuối đáng lẽ được nhận lương thì phụ huynh lại lại đi vắng, thế là lại đạp, lại đói đạp xe đạp về. Các sinh viên lại thế đó, từ những con số không rồi ạ, và cũng đều phải đi thuê trọ, đều phải dành những đồng tiền cuối cùng để mua chung cư, phải đi vay ngân hàng mà đi thăm ông anh họ ốm mà còn không có tiền mua hoa quả. Tôi vẫn nhớ mãi cách đây không xa, mới có 15 năm. Cho nên mọi người thấy là nghề gì chúng ta cũng áp lực cả. Và chúng ta đã làm việc thì chúng ta phải cố gắng mà. Cho nên là mọi người biết là nhiều anh chị lúc bảo thầy lúc nào cũng hớn hở vui vẻ. Không phải hớn hở vui vẻ đâu. Thôi có việc thì chúng ta phải làm. Ví dụ như trong hôm nay, mọi người sẽ thấy là cơ quan chức năng người ta bảo giá của anh không đúng, thì chúng ta cũng không thể xưng cồ lên được, mà chúng ta cũng không thể khóc lóc được. Chúng ta về nhà, chúng ta đọc văn bản, chúng ta hỏi thầy, hỏi cô, hỏi anh em, bạn bè, để chúng ta tìm ra được hướng để chúng ta trả lời. Tất nhiên khi mà chúng ta đã thấy chúng ta thực sự sai thì chúng ta cũng nhận. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa thực sự sai thì chúng ta phải bảo vệ chứ. Tại sao chúng ta không bảo vệ khi mà chúng ta vẫn rất là ổn, đúng không? Mọi người công nhận điều đấy ạ. Thế cho nên chúng ta phải bảo vệ, mà bảo vệ chúng ta không thể nói miệng được. Làm cái gì thì đấy. Tôi có một cái nguyên tắc khi mà tôi làm cái ban trưởng, tôi rất hay chăm gió buôn chuyện, rất hay mua đồ ăn cho anh em. Nhưng mà đã làm việc là chúng ta phải làm việc bằng văn bản. Chúng ta phải có quy định của pháp luật, chúng ta phải đi thẳng xuống từng công ty, chứ chúng ta không thể nói chung chung được. Bây giờ, ví dụ, anh bảo là tôi bán giá sai, giá không hợp lý, thì chúng ta cùng chỉ ra. Thứ nhất, theo luật giá thì đồ ăn, đồ uống, sản phẩm xét nghiệm ADN, xét nghiệm nhiễm sắc thể đấy, rồi sản phẩm y tế, sản phẩm giáo dục, vân vân, là có quy định về giá không? Cái nào có quy định về giá, đồng ý. Cái nào không có quy định về giá, chúng ta khẳng định là sản phẩm của chúng ta không có trong luật giá 2012, thì cũng không ai cấm được. Thứ hai, chúng ta phải khẳng định với nhau. Đấy. Là chúng ta có ấy không? Là chúng ta có trong luật thương mại chúng ta có không? Thì trong luật thương mại nếu mà không cấm thì chúng ta cũng không xài. Mọi người công nhận không ạ? Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có cấm cái hành vi đấy không? Thì luật thương mại doanh nghiệp cũng không cấm những cái hành vi đấy. Thì chúng ta cũng không thể kết luận là chúng ta sai được. Luật quản lý thuế, nghị định hướng dẫn, chuẩn mực kế toán số 14 và chế độ kế toán theo thông tư 200. Tới đây sẽ thay đổi chế độ kế toán. Tôi phải thừa nhận là người ta cũng hay soi, bởi vì nên tôi cũng phải ra công văn. Mọi người thấy đúng không ạ? Chứ còn nếu mà người ta không soi thì tôi lại cũng không phải viết một cái công văn lâm ly như vậy, mọi người nhỉ? Cái công văn của tôi rất là lâm ly đúng không? Đầu tiên là tôi liệt kê tất cả những cái quy định liên quan đến việc về giá. Thì tôi thấy rằng là đây, tôi ghi rất là rõ đây. Công ty đang hiểu rằng là nhà nước chỉ quản lý giá đối với một số mặt hàng dịch vụ thôi, còn lại các cái giá khác thì nhà nước không quản lý. Nhà nước dùng để bù đắp các cái chi phí trực tiếp, và thứ hai là đảm bảo cái tính cạnh tranh, vân vân. Đây, các bạn chụp màn hình luôn đi, tí tôi sẽ gửi bản mail cho. Tôi cho mà, có gì đâu. Tốt nhất là các bạn cứ chủ động, các bạn chụp màn hình trước đi, xong rồi tôi sẽ nhờ các bạn quản lý, các bạn gửi lại cho các bạn sau. Đúng không? Thì các bạn nhìn vào đây để chúng ta thấy là làm việc với nhau là án tại hồ sơ nhá. Nãy giờ xin thưa mọi người, tính tôi thì rất là vui mà tôi không hay để ý đâu. Nhiều anh chị ví dụ giống như nhiều khi đi dạy mà khó tính với sinh viên, nhiều bạn bảo thầy đúng là dân Thanh Hóa, dân Hà Nội, thế thôi mọi người. Tôi không đặt nặng vấn đề phân biệt vùng miền. Nhiều người cứ bảo là em đi làm mà người ta cứ ghét dân Thanh Hóa, Nghệ An thì em buồn lắm, buồn làm gì? Thời gian đấy chúng ta làm việc khác, người ta không thích. Bây giờ các bạn đi làm tư vấn nhé,
người ta không nghe mình, người ta không thích mình. Mình nghĩ đi cho người ta có cơ hội khác, đúng không? Có phải vợ chồng với nhau đâu mà bỏ nhau phải suy nghĩ. Nó chỉ là chuyện công việc thôi mà. Mọi người cùng đồng ý là nếu mà đi làm mà không vui vẻ chúng ta nghỉ, chính là một giải pháp chúng ta giải quyết cho nhau không ạ? Vợ chồng đến lúc căng thẳng quá đi thì mới phải nghĩ đến cái chuyện bỏ nhau. Chứ còn trong công việc thì không thích thì bỏ. Nhiều bạn lại bảo là nghỉ đi, đi tìm việc ở nơi đâu. Tìm việc ở nơi đâu quan trọng gì? Chúng ta có năng lực chúng ta tìm việc khác. Ngày xưa tôi nói với ông sếp tôi, thời sinh viên tôi có hai nghề mọi người ạ. Nghề thứ nhất là nghề dạy gia sư. Nghề thứ hai là nghề đi chụp ảnh đám ma sự kiện ấy. Chụp ảnh đám ma đám cưới ấy. Nhưng mà toàn là chụp đám ma thôi. Tôi toàn chụp ở nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông ấy. Chụp thuê ấy. Lấy tiền tiêu ấy. Nhiều người cứ bảo ra đám ma đi chụp ảnh kiếm tiền từ người chết à. Mình nói không. Mình làm việc đàng hoàng nghiêm túc. Mình làm việc trân trọng đáng quý. Chứ mình có làm cái gì đâu mà mình phải sợ. Đúng mọi người. Không làm đi đâu được tiền. Bây giờ tôi 40 tuổi thì bố mẹ tôi suốt ngày ốm đau tiểu đường. Vợ thì phải chăm lo gia đình. Con cái thì nhỏ, mình không đi làm, mình không kiếm tiền bằng năng lực của mình, không nỗ lực một chút thì bây giờ biết làm sao. Nên ai phải làm việc. Các bạn sẽ thấy là một việc rất là đau lòng là khi mà nói chuyện hơi nhảm nhí một chút, nhưng mà mọi người phải công nhận là chị em phụ nữ là tiền của bố mẹ chồng không bao giờ là tiền của con dâu. Nói xin lỗi mọi người hơi đụng chạm một chút. Đúng không ạ? Bạn tôi có những người mà lấy chồng Hà Nội, gia đình rất là giàu có, nhưng khi hai vợ chồng bỏ nhau vẫn ra đi tay trắng. Bởi vì toàn bộ cái nhà cửa đấy là của bố mẹ chồng. Và hai vợ chồng có bao nhiêu là tiêu hết sạch. Mua ô tô xong rồi đi du lịch, bởi vì bà tiết kiệm thì bà là nhà cửa có rồi. Nhưng mà nhà cửa có trong điều kiện hai vợ chồng vẫn hạnh phúc. Nhà cửa đấy là của bố mẹ chồng mà. Hoặc là ở chung với bố mẹ chồng thì đến khi chia tay thì người ta chỉ chia tài sản chung thôi chứ. Làm sao người ta chia tài sản của bố mẹ chồng được. Cho nên việc gì ra việc đấy mình vẫn phải làm việc. Tôi quan điểm thế, còn đương nhiên giàu nghèo thì nó vô cùng đó ạ. Mọi người công nhận điều đấy không? Thế cho nên rõ ràng là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta phải có văn bản. Cho nên có một cái câu chuyện mà hôm vừa rồi có một bạn hỏi tôi nghe cũng hơi buồn một chút nhưng mà tôi thấy đúng. Bạn ấy bảo tôi là, thầy ơi, vợ chồng em để dành được 1 tỷ làm nhà ở trên đất của bố mẹ chồng được không? Tôi bảo không. Tôi bảo thì bây giờ nói dại miệng, nhỡ may hôm sau có vấn đề gì thì em đi đâu? Chẳng nhẽ em đập nửa cái nhà mang đi à? Nếu mà cái nhà đấy bố mẹ chồng mà lại sang tên cho hai vợ chồng ấy thì chúng ta còn có cơ sở, chứ mà sang tên mỗi chồng xong rồi lấy tiền đi xây nhà trên cái đất đấy có chuyện gì thì thực sự là đối với dân kế toán chúng ta sẽ thấy nó là một dạng bi kịch đấy. Để mọi người cũng lưu ý cái đấy nhé. Thế cho nên bây giờ chúng ta lại ví dụ chúng ta sang một cái câu chuyện khác đi, một cái câu chuyện mà chúng ta thấy là thấm đẫm nước mắt của doanh nghiệp. Nói hơi sách mé một tí, các bạn đừng có giận thôi nhé. Câu chuyện, ví dụ câu chuyện về chứng từ. Hôm nay là tôi trao đổi nó hơi lộn xộn một chút, mọi người thông cảm nhé. Đôi khi làm việc chúng bạn thấy là cuộc sống ấy, ai mà cứ chuẩn chỉ, ai mà cứ chuẩn chỉ thì cũng không hẳn là tốt đâu. Chúng ta cứ phải luyên thuyên một tí nó mới ra được vấn đề. Rồi, nếu các bạn sẽ thấy là rõ ràng là bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta ăn uống đi máy bay về xe, nhưng mà công ty xuất hóa đơn lại bỏ trốn rồi. Ok, câu chuyện rất là đơn giản vậy. Ăn uống này, đi máy bay, về xe, nhưng mà cái công ty xuất hóa đơn cho mình bỏ trốn. Đấy. Thì bây giờ nếu mà bây giờ ở trước cái bọn tôi bị một cái trường hợp là cái nhà hàng ngay bên cạnh công ty nhá, suốt ngày ăn ở đấy, ăn thật mọi người ạ. Ăn thật đấy, tôi không phải là nói là ăn bậy ăn bạ đâu. Đi máy bay và thuê xe để xin thưa mọi người của đáng tội để thuê đúng cái xe để đi đám ma nhà sếp. Thế là cái công ty xuất hóa đơn nó bỏ trốn. Thì theo mọi người thì chúng ta giải quyết thế nào? Hoặc là nó chưa bỏ trốn, nhưng mà cơ quan thuế người ta sẽ đưa ra một cái vấn đề rất là đơn giản là cái hóa đơn
hóa đơn rủi ro. Rồi bây giờ giả sử người ta đưa ra cho chúng ta một cái đề bài như này, mọi người giải quyết thế nào? Người ta đưa cho chúng ta một cái đề bài như này, chúng ta giải quyết thế nào? Câu chuyện muôn thuở mà, đúng bạn Cường nói rất là chính xác. Câu chuyện muôn thuở. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nói đi thì phải nói lại mọi người. Bây giờ chúng ta phải phân tích, nhiều anh chị bảo là cái hóa đơn rủi ro ấy là phải loại ra. Nhiều anh chị đưa ra một cái quan điểm là hóa đơn rủi ro là phải loại ra. Theo mọi người quan điểm này, mọi người có đồng ý không? Theo mọi người, hóa đơn rủi ro là phải loại hết. Theo mọi người quan điểm này có hợp lý không ạ? Quan điểm của tôi cũng giống rất nhiều các bạn ở đây là tôi không đồng ý quan điểm đấy. Bởi vì thì chúng ta phải thẳng thắn, chúng ta nói là với cái hóa đơn đấy, chúng ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu mà ăn uống hàng hóa dịch vụ thật và mua hóa đơn. Bây giờ chúng ta phải phân tích, không dùng từ rủi ro nhé, chứ bây giờ chúng ta phải phân tích là chúng ta là hóa đơn thật hay là hóa đơn giả. Rồi, ok ạ. Chúng ta không dùng khái niệm rủi ro, bởi vì tốt lại với cơ quan chức năng một điều là gì ạ? Cái rủi ro là một cái dạng cảnh báo. Cái rủi ro, ví dụ đi ô tô ngoài đường là rủi ro hơn đi xe máy. Cầm dao hơn 30 phân là rủi ro hơn cầm dao 20 phân. Thì đấy là cảnh báo. Mọi người ạ, cảnh báo khác với vi phạm pháp luật. Bây giờ nếu mà cấm mang dao dài đi ấy, thì mấy ông làm sushi chắc ông thất nghiệp luôn. Bởi vì đã làm sushi rồi thì dao là phải dài. Mà phải tỏ ra mình nguy hiểm khi mà có những cái bộ dao cắt cá ngừ đến hàng tạ, đúng không? Đấy là hóa đơn rủi ro đấy. Mà rủi ro đấy là một dạng cảnh báo. Và trong quy định của pháp luật, tôi dám khẳng định với mọi người, không có văn bản quy định pháp luật về hóa đơn rủi ro. Đồng ý là diện cảnh báo mà mình cần phải lưu ý, nhưng mà chúng ta phải phân tích thì hai dạng là hóa đơn thật và hóa đơn giả. Nếu mà hóa đơn thật thì chúng ta không được loại, bởi vì nếu mà loại thì chúng ta đang nhận chúng ta sai. Hóa đơn thật là chúng ta không loại, không loại nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta loại thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ không được đưa chi phí khác vào và lợi nhuận sẽ tăng lên. Và như vậy thuế chúng ta sẽ nộp nhiều hơn. Và thứ hai là nếu mà chúng ta loại ra. Nếu mà chúng ta loại ra thì không khác gì chúng ta nhận chúng ta sai. Tôi có một cái nguyên tắc làm việc là lúc nào cũng vui cười. Nhưng mà đụng vào cái thực tế, đụng vào cái chân lý của mình phải bảo vệ đến cùng. Mình phải bảo vệ đến cùng. Đấy là cái tính cương quyết của người làm kế toán. Đấy gọi là cái tính nhất quán của người làm kế toán. Chứ không phải vì một hai câu nói mà chúng ta loại ra được. Chúng ta không được loại. Bởi vì loại là chúng ta khẳng định chúng ta sai. Và thứ hai là loại chúng ta phải nộp thuế rất là nhiều. Đúng rồi, các bạn mình thấy là chúng ta thuê thật. Và hôm đấy có nhiều anh chị bảo, anh chị ơi, bố em tổ chức sinh nhật ăn uống đây này, còn ảnh chụp đây này, xe đi viếng đám ma này, ghi rõ là đi viếng ở đâu này, đi ở đâu, đúng là cái chuyến viếng đám ma ấy, đúng cái ngày hôm đấy bọn em đi. Thì em nghĩ là đi máy bay thì bọn em có cuốn vé, đúng không? Mà bọn em đi công tác ở cái công trường ấy, hiện nay tôi đang làm kế toán trưởng một công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn xây dựng. Nhiều bạn bảo là không biết không nói thật thì nói giả, nãy giờ thì đi làm cái toán trưởng đến mấy công ty rồi. Mình thích thì mình làm thôi, nhà nước có cấm đâu. Cho nên nói về câu chuyện chứng từ lại thêm một cái câu chuyện vui vui nữa. Là hôm vừa rồi cán bộ hỏi tôi là tại sao bên em có những người thu nhập 2 nguồn. Tôi bảo em còn kiểm tra trên iPad, em còn thu nhập. Em kiểm tra trên iPad, em còn có thu nhập từ 12 nguồn nữa. Mọi người công nhận điều đấy không? Chúng ta tại sao lại có cái khái niệm là thu nhập từ hai nguồn là sai? Chả bao giờ có quy định nào không được làm việc hai nơi cả. Mọi người công nhận điều đấy không? Như bản thân tôi làm việc mấy nơi thì làm sao tôi?
thích thì tôi làm thôi, mỗi nơi tôi nhận lương ít đi một chút. Nghe bạn bảo kế toán trưởng thì làm một nơi được chứ, thầy cũng không có quy định nào kế toán trưởng chỉ làm một nơi cả. Và nếu mà tôi làm nhiều nơi thì thu nhập mỗi nơi tôi ít đi một chút, thế thôi. Đúng không? Thế cho nên là mọi người không được loại. Và chúng ta phải làm cam kết. Đây tôi chiếu cho mọi người xem cái cam kết của tôi nhé. Chúng ta làm việc là chúng ta phải chiến đấu hết mình. Trong công việc, đôi khi chúng ta nhiệt tình với công ty là một phần đấy mọi người ạ. Chúng ta nhiệt tình với chuyên môn ấy. Mọi người, các anh chị lưu ý nhé. Tôi cũng không phải là trên tinh thần gọi là dạy đời ai đâu. Chúng ta cũng không phải là dạy làm giàu. Nhưng mà thực sự đi làm ấy, chúng ta nhiệt tình với chúng ta và với chuyên môn của chúng ta ấy. Thì thứ nhất là sếp người ta sẽ hiểu. Sếp này mà không hiểu chúng ta nghỉ, chúng ta đi làm với sếp khác. Sợ cái gì mọi người, tại sao chúng ta lại cứ bảo là em nghỉ em hôm nay không có lương, nghỉ thì có lương khác, có phải vợ chồng bỏ nhau đâu mà không đi bước nữa được. Cái chuyện công việc không làm chỗ này chúng ta làm chỗ khác, sợ cái gì. Mà công việc nó có phải giàu có thì đâu mà mọi người không dám bỏ, chúng ta cứ bỏ đi. Cuộc sống thì đôi khi chúng ta phải sống khác người một chút, khác một chút thôi nhé, đừng có khác quá. Thế mọi người thấy rõ ràng là như trường hợp này. Đây, trường hợp này đây, mọi người thấy. Hóa đơn không phục vụ sản xuất kinh doanh. Đây, tôi làm cam kết luôn này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Bạn nào cần thì chúng ta có thể chụp lại. Đấy. Chúng ta chụp lại cái này nhé. Khẳng định luôn, hóa đơn này là đều là chi phí thực tế phát sinh tại công ty đầy đủ các cái cơ sở pháp lý. Thứ hai là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng ta không hề vi phạm cái vấn đề gì cả. Cụ thể là đấy. Đấy mọi người thấy quy định nhé. Cụ thể là luật thuế thu nhập doanh nghiệp này, nghị định và thông tư vân vân và mây mây chúng ta có đầy đủ hết. Đấy, chúng ta giải trình như vậy. Đấy mọi người cũng khẳng định là nếu mà chúng ta không không làm việc với cơ quan chức năng về cái khái niệm hóa đơn rủi ro. Ở đây tôi nói là không phải là chúng ta không làm việc với người ta, mà cái quan điểm làm việc với người ta chúng ta phải tự tin ở cái điểm đấy. Còn bây giờ lại sang cái câu chuyện tiếp theo, nói đi thì phải nói lại. Nếu mà chúng ta mua hóa đơn, chúng ta mua hóa đơn thì sao? Câu chuyện này rất là tế nhị. Chúng ta mua hóa đơn thì sao? Cái toán xây dựng thì thực ra phần mềm nào chúng ta vẫn dùng được ấy mọi người. Mọi người vẫn phải kiện toàn cái công tác chứng từ chi phí thôi. Thôi thì tôi vẫn hay dạy trên nền tảng Misa thôi. Rồi bây giờ các bạn hãy nhớ nhé, hóa đơn giả. Thực ra mà nếu mà mọi người mà mua hóa đơn ấy, thì chúng ta đừng đề cập đến cái vấn đề gọi là loại không loại. Bởi vì đã mua hóa đơn rồi thì việc loại không loại là vô nghĩa. Mọi người công nhận điều đấy không? Các anh chị công nhận không ạ? Chúng ta có không loại thì người ta yêu cầu lại. Nên chúng ta cũng không cần phải phân tích nữa. Đã mua hóa đơn rồi thì cứ ngoan như như một cô gái mới ra trường. Nhiều khi làm việc thì mấy anh chị cứ hay trêu tôi bảo Cường, tại sao mà khi mà anh chị thấy là cái hóa đơn này bên em có dấu hiệu mua hóa đơn thì em cứ cười nhìn tươi thì cái này em biết làm sao được. Nhân viên sale lúc nãy có bạn nói nhân viên sale mang hóa đơn về bọn em check, bọn em cũng thấy bệnh, bọn em cũng chủ động lại rồi chị thông báo thì bố mẹ con cái thì nói chuyện với nhau thì bọn em cũng phải thật thà chứ, đúng không? Làm sao mà bọn em lại không thật thà được? Doanh nghiệp với lại cán bộ thì nhiều khi cũng như môi cái răng, thì bọn em phải thật thà. Nếu mà đơn giản thì rõ ràng là mọi người thấy là chúng ta đâu còn cách nào khác, người ta bảo thế nào cũng được. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại các bạn ạ. Nói đi thì phải nói lại ở một cái điểm là gì ạ? Khi mà chúng ta phát hiện hóa đơn giả, cách ứng xử như thế nào cho hợp lý. Và đợt trước tôi tiếp xúc với một ông giám đốc ấy, ông mua hóa đơn vào năm 2021 và đến năm 2023 khi mà bị cơ quan thuế người ta phát hiện ra thì ông lại mua hóa đơn tiếp. Và ông mua hóa đơn giấy giả để thay cho hóa đơn giả năm 2021. Tôi cũng rất bất ngờ với cái cách xử lý đấy. Và xin thưa mọi người, đấy là do một bạn làm dịch vụ kế toán xui. Bạn bảo là bây giờ em anh đưa cho em mấy trăm triệu, em sẽ mua hóa đơn khác, hóa đơn giấy của
năm 2021 để em thay cho hóa đơn giả của anh. Và thế mà vì lòng tham của giám đốc đấy, mà cũng làm theo cái bạn tư vấn đấy. Thì hôm tôi gặp tôi bảo là em ạ, em sinh năm bao nhiêu? Bảo là em sinh năm 93, em cũng đi làm 10 năm rồi. Tôi bảo anh không quan tâm đến cái vấn đề em đi làm 10 năm hay không, bởi vì em đã dám xui công ty mua hóa đơn giả khác để thay cho hóa đơn giả cũ ấy. Thì điều đấy chứng tỏ là em cũng không phải là người chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà làm gì nó cũng ở mức độ vừa phải đấy em ạ. Làm gì chúng ta phải trên cái tinh thần người khác, người ta chấp nhận được. Mọi người công nhận điều đấy không? Cả lớp có công nhận điều tôi nói không ạ? Chúng ta có làm gì, chúng ta là kế toán trưởng hoặc kể cả chúng ta là một cái ai đấy, chúng ta trong cuộc sống chúng ta có thể chúng ta làm cái gì đấy sai, chúng ta làm cái gì không đúng, đồng ý. Nhưng mà làm cái gì chúng ta cũng đừng có làm quá, đừng có thể hiện là mình khôn quá, và đừng có coi thường sự hiểu biết của người khác. Mọi người có công nhận điều đấy không? Ai cho bạn ấy mới trẻ tuổi mà bạn ấy dám đi mua hóa đơn khác, hóa đơn giả khác để thay cho cái hóa đơn giả của công ty cũ. Bạn ấy là cái gì mà bạn dám làm cái việc trẻ con như vậy? Mà rõ ràng là những cái hóa đơn giả kia đã bị loại hết rồi. Bây giờ tôi bảo là đơn giản thế này. Bạn này không nổi tiếng hay không, cái nghề kế toán bạn Vân phải công nhận này với tôi đấy anh ạ. Những cái ông nào bây giờ mà cứ nổi tiếng trên mạng mà cứ lành phành là toàn là thùng rỗng kêu to, hoặc là toàn là nói đạo lý thôi. Cái nghề kế toán này người ta không cần nổi tiếng, người ta chỉ làm việc rất là bình thường nhưng mà cũng chả ghi nhận công sức của dân kế toán đâu. Bạn ấy dám xử lý như vậy, tôi bảo là thôi, bây giờ công ty có một số trả lương thật thì em đưa lương vào chi phí đi. Thì bạn ấy nhảy lên, bạn ấy bảo là đưa lương vào chi phí thì phải nộp thuế giá trị gia tăng, đồng ý. Để đưa lương vào chi phí thì sẽ bị loại này loại kia, tôi bảo loại hay không tôi chưa nói. Bởi vì tôi thấy là tôi khẳng định với mọi người về cái vấn đề bảo hiểm, chúng ta thấy là hợp đồng ngắn hạn chúng ta vẫn được, không phải đóng bảo hiểm. Nhưng mà rõ ràng là chi phí tiền lương mà chúng ta trả thật cho người lao động không bao giờ bị loại. Tôi dám khẳng định với mọi người điều đấy. Mọi người có công nhận với tôi là lương mà chúng ta trả thật cho người lao động chúng ta sẽ không bị loại không ạ? Đúng không? Bởi vì đấy là cái phần phúc lợi, đấy là cái phần mà chúng ta trả cho người lao động để người ta sinh sống. Mà nếu mà chúng ta trả thật, chúng ta tự tin, chúng ta khẳng định đấy là chi phí thật, các anh chị cơ quan chức năng có thể đi kiểm tra kiểm soát thế nào cũng được, mời người lao động lên cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta trả lương cho người lao động thật, không bao giờ người ta nói là chúng ta không trả cả. Mọi người thấy đúng không? Mỗi tháng trả mấy trăm triệu tiền lương thì gọi bất kỳ người lao động lên thì người ta đều sẽ trả lời là đúng là công ty trả. Còn có thể là lao động ngắn hạn, lao động khoán thì chưa phải vội nói đến phần bảo hiểm. Hoặc là nếu mà chúng ta thấy là thu nhập của người ta chưa được 132 triệu thì rõ ràng là chúng ta chưa phải đề cập đến vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì vẫn được chấp nhận mà. Nhưng mà ông sếp này ông cũng tham thuế giá trị gia tăng. Và gặp phải bạn kế toán này, bạn ấy cũng đôi khi là khôn quá là hóa dạng. Là bạn ấy xui những cái trò đấy. Và cơ quan chức năng người ta nhìn thấy ngay, bởi vì rõ ràng là khi mà anh đã bị loại hóa đơn giả ra rồi, anh lại còn lấy hóa đơn khác anh đưa vào, thì chắc chắn là người ta nghi ngờ anh ngay. Cái chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Chúng ta cứ nhìn ở cái góc độ là con người bình thường của chúng ta thôi, chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề đấy là vấn đề nó không chính xác. Cho nên là về chứng từ mọi người sẽ thấy rõ ràng là chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta giải quyết trên hai cái nền là hóa đơn thật và hóa đơn giả, chứ còn tôi không bao giờ tôi giải quyết ở trên cái nền tảng hóa đơn rủi ro cả. Đấy là với là người làm kế toán trưởng. Đấy, chúng ta không thể phân tích dưới góc độ rủi ro được. Rủi ro thì chúng ta không cho con chúng ta đi ra đường, bởi vì ra đường là rủi ro. Cái khái niệm là rủi ro là khái niệm mang tính chất là cảnh báo nhiều hơn. Đấy, khái niệm rủi ro mang tính chất là cảnh báo nhiều hơn, không phải khái niệm rủi ro là mang tính chất đấy. Cho nên mọi người sẽ thấy là khi mà nói đến chứng từ thì chúng ta thấy nó nghiêm trọng ở cái điểm đấy. Và rõ ràng bây giờ tôi nói thêm một vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp nhé. Vấn đề này liên quan đến tài chính doanh nghiệp, ví dụ giống như là đăng ký là 10 tỷ, thử góp là 1 tỷ. Thế trên báo cáo tài chính thì mọi người thể hiện con số 10 là con số 1. Mời mọi người chúng ta chia sẻ thôi ạ. Ta là dân kế toán nhưng mà khổ lắm mọi người. Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa ấy, kế toán trưởng ấy, vừa phụ trách nhân sự, vừa phụ trách kế toán, vừa phụ trách
tài chính cái gì cũng phụ trách cả, hành chính cũng phụ trách, nhiều khi ăn uống tiếp khách nhậu nhẹt các thứ vân vân cũng phụ trách. Nhưng mà thôi, nghề của chúng ta phải chấp nhận thôi. Cho nên là mọi người sẽ thấy một số anh chị mà chúng ta đi làm dịch vụ ấy, chúng ta đi tư vấn hoặc là chúng ta đi làm kiểm toán thì nói hay lắm, nhưng mà bắt tay vào làm kế toán mới thấy khó. Mọi người công nhận điều đấy không? Giải quyết thực tế bao giờ chả khó hơn, nói ai mà chả nói được. Bây giờ vốn đăng ký là 10 tỷ mà vốn thực góp có 1 tỷ, thì bây giờ cái 9 tỷ kia chúng ta giải quyết như này. 9 tỷ kia chúng ta ghi nợ của tài khoản, nợ tài khoản gì ạ? Nợ tài khoản 111 này, 112 này, hay là 138, và chúng ta ghi có của tài khoản gì ạ? Nói nhiều quá lú ở đâu. Có tài khoản 411 đâu. Đúng mọi người, nhiều khi đi dạy cũng hăng quá. Nên là tôi nói thật với mọi người, kể cả buổi hôm nay là dạy vui. Vui chúng ta cũng phải làm cho nó hết việc. Không phải dạy vui là chúng ta cứ nói linh ta linh tinh ở đâu đâu đấy. Có phải lớp của chúng ta có phải là lớp học làm giàu đâu mà chúng ta cứ khen nhau rồi chúng ta động viên nhau thì ôm nhau thì mục tiêu là sau này chúng ta có tỷ đô. Thế là khóa học làm giàu của tôi là khóa học kế toán ấy. Rồi, ok nhá, bây giờ câu chuyện rất là cảm lạnh. Ở đây liệu chúng ta ghi là 9 tỷ hay là bao nhiêu? 1 tỷ thì chúng ta nói thật rồi, không quan trọng nữa. Chúng ta có 9 tỷ đấy. Nhiều anh chị học với mẹ sẽ thấy ông này toán nói linh tinh nhưng mà nghe cay phết. Rồi ok ạ, bây giờ câu chuyện đặt ra nhá. Nếu mà ghi vào 112 thì rõ ràng là chúng ta phải có 9 tỷ để chúng ta chạy qua 112 đúng không mọi người? Những cái vấn đề tế nhị thì tôi cũng không chịu nói, nhưng mà ít nhất là chúng ta cứ phản ánh thật câu chuyện của chúng ta. chúng ta phải có 9 tỷ để chúng ta chạy qua 112. Ok chưa? Thế thì có 9 tỷ chạy qua 112 thì đương nhiên là phải có tiền thì chạy qua được. Câu chuyện thứ hai, không có 9 tỷ chạy qua 112 thì chúng ta viết phiếu thu 111 9 tỷ được không? Mọi người. Viết phiếu thu được không? Viết phiếu thu 9 tỷ được không ạ? Viết phiếu thu 9 tỷ được không? Đúng rồi. Đầu tiên là chúng ta phải viết phiếu thu 9 tỷ ấy, là sẽ phải đặt ra câu hỏi là chúng ta lấy đâu ra tiền để chúng ta viết phiếu thu 9 tỷ. Thứ hai là nhỡ dại mà viết được phiếu thu 9 tỷ thì hôm sau cái tiền đấy chúng ta vứt đi đâu? Mọi người công nhận đấy không? Chúng ta tiền chúng ta vứt đi đâu? Chúng ta không thể nói vui vui là chúng ta cứ viết phiếu thu 9 tỷ đấy được. Thứ ba, bọn tôi đã từng gặp trường hợp này rồi. Tôi kể cho mọi người một câu chuyện nghe rất là cảm lạnh nhé. Đấy là ngày xưa công ty tôi âm tiền, công ty tư vấn của tôi âm tiền. Công ty tư vấn của tôi âm tiền và một ngày mát trời thì ông giám đốc, ông với bà kế toán trưởng cũ bà mới đưa ra một cái phương pháp rất là cảm lạnh. Sẽ làm một cái phiếu thu giả vờ. Xin thưa mọi người là phiếu thu giả vờ mọi người nhé. Trong cái phiếu thu giả vờ ấy sẽ ghi là vay của ông phó giám đốc 200 triệu để bù cho cái phần tiền bị âm. Phiếu thu ấy. Và sau khi làm cái phiếu thu giả vờ đấy thì tiền mặt chúng ta dương. Và một ngày nào đấy cái thầy, chúng tôi hay gọi là thầy, cái thầy giám đốc đấy, bởi vì công ty tư vấn xây dựng thì bọn tôi toàn là các thầy cô là từ các trường đại học về làm mà. Thì thầy đấy không may thầy bị tai biến và thầy phải nghỉ. Và vợ thầy đấy cũng là một cô, cũng là giảng viên. Thì cô soạn tài liệu của thầy thì cô lại thấy cái phiếu thu đấy. Ghi rất là rõ là công ty vay của thầy đấy 200 triệu tiền mặt. Và cô mang cái phiếu thu đấy đến công ty để đòi tiền. Theo mọi người có phải trả không? Mọi người có hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Tức là chúng tôi làm một cái phiếu thu giả vờ để vay tiền của thầy phó giám đốc. Và cái phiếu thu giả vờ đấy để làm cho cái tiền dương lên. Sau khi có cái phiếu thu giả vờ đấy thì
thì cái thầy đấy thầy cầm một bảng thì lập ba liên thì thầy cầm một liên, và một ngày mát trời là thầy cô đấy lên để đòi và có phải trả hay không ạ? Chính xác rồi mọi người ạ, công ty phải trả đấy, bởi vì trên phiếu thu đấy là vay của thầy 200 triệu, giấy trắng mực đen như vậy, tất cả cùng ký và vui vẻ vỗ tay. Thì bây giờ thì người ta ốm đau, người ta nghỉ ở nhà thì phải trả cho người ta 200 triệu chứ còn gì nữa. Thế mọi người thấy không? Cho nên là các cụ mới bảo là bút xa gà chết ở điểm đấy. Bút xa gà chết là điểm đấy nhá. Cho nên là đôi khi đi làm ấy, cứ cà chớn một tí. Nhưng mà chúng ta không ký cái gì với là người thông tuệ. Chứ đi làm rồi suốt ngày cứ chăm chăm làm việc, đi chăm chăm ký thì khổ thật đấy. Chồng con thì để ở nhà, tự đi đón nhau, tự về nấu cơm. Mình cứ ở công ty ngồi làm việc. Làm nhiều làm gì? Chúng ta xử lý nhiều làm gì? Càng xử lý nhiều càng sang. Đấy là một cái kinh nghiệm mọi người phải phân tích rất là kỹ vấn đề. Cho nên tại sao chúng ta có khái niệm kiểm soát nội bộ, mà tôi nói mọi người chi, xin lỗi mọi người là nếu mà nói hơi hơi vi phạm pháp luật một chút, chi khống thì không sao, nhưng mà thu khống mọi người đang mắc nợ người khác đấy. Bây giờ các bạn vay của tôi 50 triệu mà ký giấy tay của bọn tôi 50 triệu, vay của tôi 50 triệu là các bạn đang là con nợ của tôi, đồng ý không ạ? Nhưng mà các bạn viết một cái phiếu chi cho tôi 20 triệu. Cho tôi 20 triệu nhá, thì hai bên chả làm sao cả. Nhưng mà các bạn ký một cái phiếu thu mà vay của tôi 50 triệu là các bạn coi chừng, là chứng từ là thật nhưng mà nghiệp vụ là giả. Thế cho nên mọi người thấy không? Mà ngày xưa cái vụ Dr. Thanh là nó cũng hơi hơi liên quan theo cái dạng đấy. Rủi ro nó đến rất là nhiều. Rủi ro nó đến rất là nhiều. Mà tại sao tôi phải phân tích cái này? Và cuối cùng thì chúng ta thấy không? Cái phương án mà cảm mạnh nhất, nói vui vui, phương án vớ vẩn nhất, nhưng mà cuối cùng là an toàn nhất cho chúng ta chính là phương án 138. Phương án cảm giác là như nhảm nhí nhất. Mọi người nhớ nhé, làm việc chúng ta thấy chúng ta nhảm nhí nhất, và chúng ta thấy chúng ta làm không chính xác nhất, và chúng ta thấy là chúng ta thấy cái phương án 138 là phương án thiếu thuyết phục nhất. Đấy. Phương án thiếu thuyết phục nhất là phương án này. Và khi mà làm phương án này thì lại là phương án an toàn nhất với người làm kế toán. Thế nên mọi người thấy không? Trong cuộc sống có những người người ta luôn luôn tỏ ra ngây thơ, luôn luôn tỏ ra vui vẻ, luôn luôn tỏ ra không giải quyết tốt công việc, nhưng mà có thể người ta lại giải quyết tốt công việc. Nó giống như câu chuyện ở Hà Nội mà hôm vừa rồi nói chuyện làm giàu ấy, một số anh chị bảo ui chúng mày giỏi nha, làm giàu đủ kiểu. Tao từ năm 2019 đến giờ tao mua mỗi cái chung cư để ở, tao chả làm giàu gì cả. Tao chúng mày bán là chúng mày không mua chung cư rồi chúng mày làm giàu đúng không? Tao mua chung cư tao làm giàu. À tao mua chung cư tao ở, tao không làm giàu. Nhưng mà xin thưa mọi người, 3 năm nay chung cư Hà Nội tăng gấp đôi. Vừa được ở lại vừa được tăng giá chung cư gấp đôi. Trong khi đấy mấy ông đi thuê nhà trọ, đi thuê nhà để ở và đi làm ăn thì có khi đến bây giờ lại còn còn âm cả vốn ấy, chứ đừng có nói gấp đôi. Cho nên có những cái phương pháp giải quyết tưởng chừng là mình rất là sắc sảo, nhưng mà cũng không hẳn là sắc sảo đâu. Và có những phương án giải quyết tưởng chừng mình rất là ngây thơ. Ui dồi ôi, có mấy tỷ bạc chả lo làm ăn để đi nhà mua nhà để ở. Tại sao không đi thuê nhà đi rồi lấy tiền để mà đầu tư? Thì cuối cùng đầu tư lại mất. Ví dụ chơi tiền ảo ấy, chơi coin ấy, chơi forex thì lại mất. Mà người ta mua cái chung cư, người ta mua vàng, người ta đeo thì lại còn. Có đúng không ạ? Mọi người để thấy không? Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ là một cái phương án nghe chừng rất là thảm, nhưng mà là phương án chắc ăn. Và đối với nhiều người làm kế toán, người ta cứ đi mua vàng, người ta cứ đi gửi ngân hàng, người ta cứ đi mua đất thì chả làm sao. Mà mấy cái ông cứ đùng đùng đi làm ăn có khi lại mất. Đấy đấy là gọi là phân tích tài chính của doanh nghiệp đấy. Cho nên là nhiều anh chị cứ bảo rồi cái mấy cái thằng này nó chả biết đầu tư gì cả, chả biết làm ăn gì cả, nhưng mà không biết làm ăn gì, nhưng mà nó vẫn còn tiền, và có khi là vàng của nó tăng gấp đôi. Mà mấy cái ông làm ăn thì có khi mất trắng.
đấy là một cái bài học rất là đau lòng mà. Tại sao dân tài chính mà dân kế toán chúng ta phải nhìn hai chiều là vì vậy? Tất nhiên tôi cũng không phải đến mức cao siêu giỏi giang đến mức vượt trội để tôi có thể đầu tư ăn được bao nhiêu. Xin thưa mọi người là tôi chơi chứng khoán từ năm 2009 đến giờ là 15 năm nay tôi chơi chứng khoán rồi. Ngày xưa tôi làm một tổng công ty nhà nước, nó đã từng lên sàn rồi. Hồi đấy tôi kiếm rất là nhiều tiền hồi mới ra trường. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn phải đi dạy và vẫn đi làm tư vấn. Điều đây chứng tỏ là thị trường chứng khoán Việt Nam không dễ ăn đâu. Xin thưa mọi người thấy không? Hai năm nay thị trường chứng khoán Việt Nam chưa lên được khỏi con số 1.300. Anh chị nào mà chơi chứng khoán nhỉ thấy. Cứ đến 1.300 là nó bán tháo. Chiều nay nó bán tháo rồi đúng không? Cứ lên đến 1.300 là nó bán tháo. Và mai không cẩn thận nó còn bán tháo nữa. Nó cứ nhấp nhổm đến 1.300, nó rủ dê cho tất cả mọi người mua vào. Sáng nay rất nhiều anh chị mua vào bởi vì giá cổ phiếu sáng nay nó lên đến 1.000, có những thời điểm nó lên đến 1.290 rồi. Và rất nhiều anh chị hào hứng mua vào và chiều nay nó đạt ngay 20 điểm. Không bao giờ đơn giản đâu, chúng ta đừng có nghĩ rằng là người ta là toàn loại có sỏi trong đầu rồi. Chúng ta không có sỏi trong đầu thì thà chúng ta mua mấy chỉ vàng về chúng ta đánh đáo còn hơn. Mọi người ạ. Hoặc là chúng ta mua một cái hợp đồng nhân thọ còn hơn. Đấy là một phương án rất là tốt. Như tôi mua hai cái hợp đồng nhân thọ. Chả không sao. Cho nên buổi hôm nay ví dụ giới thiệu cho mọi người một số các cái vấn đề như vậy. Rất là tôi nghĩ là cái vấn đề này liên quan đến cái công tác kế toán trưởng rất là nhiều. Nếu mà các anh chị chúng ta muốn thời gian sâu hơn như một số bạn ở đây cũng hỏi tôi. Nếu mà các anh chị mà muốn có những cái khóa học mà cao hơn, có những cái nội dung mà sâu hơn thì xin thưa mọi người là chúng tôi cũng sẽ có một số các cái khóa học nó mang tính gọi là sâu hơn so với những cái nội dung hôm nay. Thì cái khóa học về kế toán trưởng này thì chúng tôi sẽ dạy trong vòng khoảng độ chúng tôi sẽ trao đổi trong vòng khoảng độ 6 buổi, nhưng mà chắc là tôi sẽ nâng lên khoảng độ 8 buổi nếu mà cần thiết. Thì trong cái 8 buổi đấy thì chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ với cả lớp tất cả những cái vấn đề liên quan đến công tác kế toán thuế, liên quan đến công tác kế toán quản trị, liên quan đến những cái vấn đề về phân tích, vấn đề về tài chính, vấn đề về kiểm soát nội bộ, vấn đề về tổ chức nhân sự kế toán và vai trò kế toán trưởng. Thì các anh chị chắc cũng hiểu rồi, như đầu buổi tôi nói, đối với người làm kế toán thì rõ ràng là chúng ta từ cái bước kế toán nội bộ, chúng ta cũng phải lên được kế toán thuế. Từ kế toán thuế thì chúng ta cũng phải lên được kế toán trưởng. Khi làm được kế toán trưởng thì chúng ta có thể chúng ta đi tư vấn cho các công ty và đi giảng dạy. Thì một số bạn làm kế toán thuế thì chúng ta cũng bắt đầu chúng ta đi làm thêm rồi. Nhưng nếu mà đến một tầm tuổi nào đấy mà suốt ngày chúng ta cứ tập trung vào kê khai thuế, suốt ngày chúng ta cứ tập trung vào quyết toán thuế, suốt ngày chúng ta tập trung vào chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính thì nó cũng quá vất vả đúng không ạ? Chúng ta cũng phải nên có một cái bước khác. À, khi mà chúng ta có cái bước khác thì để nâng cao cái chuyên môn của mọi người lên thì có một cái cách cũng rất là đơn giản thôi. À, chúng ta tự nâng cấp chúng ta lên. Bản thân tôi cũng thế. 15 năm trong nghề kế toán thì bắt đầu từ kế toán viên, xong rồi kế toán thuế, kế toán tổng hợp thì lên kế toán trưởng, rồi đi giảng dạy, đi tư vấn. Bây giờ còn làm trưởng ban kiểm soát của một số công ty nữa. Thì rõ ràng là để làm giàu từ nghề nó cũng không phải đơn giản. Nghề gì cũng thế, chúng ta đôi khi chúng ta cũng chưa thể đủ giỏi hoặc là chưa thể đủ liều để chúng ta làm giàu được, nhưng mà chúng ta cũng phải nỗ lực hết mình. Chúng ta nỗ lực hết mình thì nếu mà chúng ta nỗ lực hết mình thì rõ ràng là cơ hội chúng ta sẽ có nhiều hơn. Và đặc biệt mọi người thấy bây giờ kinh tế khó khăn, các anh chị chúng ta cũng tầm tuổi lớn lớn rồi, trẻ nhẹ chúng ta lại đi cạnh tranh kế toán nội bộ với anh em, chúng ta cạnh tranh kế toán thuế với anh em, thì chúng ta phải cạnh tranh kế toán trưởng. 40 để làm kế toán trưởng thì là hợp lý. Và tôi nghĩ là trong vòng 6 đến 8 buổi thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cho tất cả các anh các chị về công tác kế toán thuế, công tác kế toán nội bộ và công tác kế toán trưởng một cách bài bản nhất, sâu sắc nhất. Đấy. Và sau cái thời gian học này thì chắc là các anh chị chúng ta cũng vẫn ở trong nhóm Zoom.
Nếu mà chúng ta ở trong nhóm Zoom thì chúng ta cũng sẽ làm việc với tôi lâu dài. À, hy vọng là tôi sẽ có cơ hội để tôi tư vấn cho mọi người nhiều hơn. Thì quan trọng là chúng ta sẽ tư vấn cho nhau, trao đổi với nhau được nhiều hơn ấy. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có vài buổi thôi thì chúng ta thực sự là cũng chưa chắc đã học được nhiều đâu. Thì hy vọng là chúng ta tư vấn. Còn anh chị nào mà kiến thức mà cũng chưa đầy đủ lắm ấy, thì thông qua cái buổi học này tôi sẽ tặng mọi người một số các cái khóa ngắn hạn đã quay video sẵn thì mọi người dành thời gian mọi người học thêm. Còn ở đây thì đây là các cái khóa ngắn hạn này, thì chúng ta sẽ tôi sẽ tặng thêm cho mọi người một số các cái khóa học online để mọi người tìm hiểu thêm. Đấy, đây là các cái tài liệu để tôi gửi cho mọi người, thì các anh chị cũng nghiên cứu thêm cái này. Tuy nhiên là cái chính của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ trao đổi với nhau khoảng độ 6 đến 8 buổi về công tác kế toán trưởng, để chúng ta cũng có cái sự nhận định, chúng ta cũng có sự phân tích để chúng ta thấy được rằng là từ kế toán viên mà chúng ta lên vị trí kế toán trưởng thì chúng ta hãy làm như thế nào, hãy làm những việc ra sao. Đấy, và sau đấy thì chúng ta sẽ có khoảng 1 năm để hỗ trợ nhau. Tôi nghĩ cái đấy rất là quan trọng. Còn nói về học phí của khóa đấy thì chắc là các anh chị cũng nhìn, chúng ta cũng sẽ thấy là chúng tôi cũng xây dựng cái phương án học phí cũng tôi nghĩ là rất là phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta ở đây nói vui thì chúng ta thấy là chúng ta không phải học làm giàu, hoặc là chúng ta không phải học cái cao siêu gì cả, mà học phí đến mấy chục triệu thì chúng ta học xong chúng ta lên ông này bà kia. Nhưng tôi nghĩ là với thời lượng từ khoảng độ 6 đến 8 buổi mà chúng ta thấy là học phí khoảng độ 2 triệu rưỡi đi, thì tôi nghĩ là với cái quan điểm ở Hà Nội là cũng tương đối là hợp lý. Thì nếu mà có cơ hội thì mọi người sẽ làm việc với tôi trong thời gian đấy, và hy vọng là hỗ trợ mọi người trong những cái thời gian sau. Thì gọi là duyên thì nó hơi quá lời đúng không? Nhưng mà chúng ta làm việc với nhau là những cái người đồng nghiệp, thì hy vọng sẽ hỗ trợ mọi người được nhiều hơn. Cảm ơn mọi người ạ. Ban tổ chức có ý kiến gì không ạ? Có chia sẻ gì không ạ? Ok ạ, lần đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn tới thầy Cường nhé. Thầy đã chia sẻ rất nhiều kiến thức tuyệt vời đến cho tất cả chúng ta. Nếu như mà ngày hôm nay mọi người học được một điều gì đó tâm đắc thì anh chị có thể gửi một lời cảm ơn xuống ô chat ở bên dưới để chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn tới thầy Cường nhé. Ngày hôm nay thì thầy đã truyền tải tới anh chị rất là nhiều những kiến thức rồi. Tuy nhiên là vì thời lượng của chương trình học nó có hạn ấy, nên là thầy sẽ không thể chia sẻ hết những gì mà thầy muốn chia sẻ tới cho anh chị được. Vậy nên là nếu như mà anh chị yêu thích những gì mà thầy chia sẻ và muốn được tiếp tục đồng hành cùng với thầy Cường để chúng ta tìm hiểu sâu hơn những cái kiến thức về nghiệp vụ kế toán ấy, thì mọi người hãy đăng ký tham gia khóa học chuyên sâu có tên là Kế toán trưởng thực chiến nhé. Và tất cả những anh chị đang quan tâm về khóa đào tạo này, mọi người có thể tham gia vào nhóm Zalo quan tâm của ban tổ chức Unica nha. Thì các anh chị trong ban tổ chức đã có gửi đường link ở trên ô chat Zoom và trên nhóm Zalo rồi. Mọi người hãy click vào đường link đó để mình nhận những cái thông tin và những cái chương trình ưu đãi cũng như là bộ quà tặng của thầy Cường nha. Thì sau đây thì em sẽ chia sẻ lại về những cái quyền lợi và những cái nội dung khi mà chúng ta đăng ký tham gia khóa học này nhé. Về hình thức học tập thì chúng ta sẽ có 6 buổi học trực tuyến ở trên Zoom, học trực tiếp với thầy Cường luôn. Và ở đây thì chúng ta sẽ học theo phương pháp coaching, tức là kèm cặp trực tiếp, cầm tay chỉ việc luôn. Ở đây chúng ta sẽ học vào buổi tối nha, từ 20 giờ cho đến khoảng 22 giờ 30 nha. Và thời gian khai giảng dự kiến thì ban tổ chức thông báo là sẽ là khoảng ngày 30 tháng 7. Và một tuần là chúng ta sẽ học 3 buổi nha, thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Và chúng ta sẽ vừa được học về lý thuyết và vừa được xem kẽ những cái kiến thức thực hành luôn. Và mục tiêu ở đây là thầy sẽ trang bị cho anh chị tất cả những cái kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán trưởng để chúng ta có thể hoàn thành những công việc của mình một cách hiệu quả và chính xác nha. Còn về nội dung chương trình học này thì thầy Cường có chia nhỏ nội dung thành 6 buổi, thành 4 mô đun khác nhau. Thì em sẽ chia sẻ qua một chút về cái phần nội dung của chương trình học này nhé. Đây, ở trên màn hình thì sẽ là cái phần nội dung của chương trình học, mọi người có thể xem qua giúp em nha. Nó sẽ có 6 buổi, thì mỗi buổi học thì nó sẽ là một phần nội dung chính của chương trình học đấy ạ. Ok, mọi người có thể xem qua giúp em nhé. Đây, ở đây em ghi rất là chi tiết này. Kế toán trưởng thực chiến học qua Zoom cùng với thầy Cường gồm có 6 buổi. Lễ khai giảng là ngày 31 tháng 7 năm 2024, thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ 30 và thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nha. Và sẽ có 6 buổi anh chị ạ. Đó,
Mỗi một buổi thì nó sẽ tương đương với một phần nội dung của chương trình học. Thì buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ học về tổ chức nhân sự này, về phân công công việc ở trong phòng kế toán và vai trò của kế toán trưởng. Đó, từ buổi thứ hai và buổi thứ ba thì chúng ta sẽ học về phân tích tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị này. À, chúng ta sẽ học về quy trình huy động vốn, sử dụng vốn, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp, về dự toán tài chính trong doanh nghiệp này, về kế toán quản trị chi phí này, các cái quyết định quản trị dài hạn, ngắn hạn và dài hạn này. Buổi thứ tư và buổi thứ năm thì nó là một cái phần rất là quan trọng anh chị nha, đó sẽ là về quản trị rủi ro thuế. Đấy, ở đây chúng ta sẽ học về các loại rủi ro và tầm quan trọng của quản trị rủi ro thuế này. Chúng ta sẽ học về ba loại thuế chính là thuế thu nhập doanh nghiệp này, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nha. Chúng ta sẽ học về mối liên hệ giữa chiến lược chung của doanh nghiệp và quản trị rủi ro thuế, về mô hình quản trị rủi ro thuế, sự khác biệt giữa trốn thuế, tránh thuế và hoạch định thuế này. Đó, đây là những cái phần kiến thức rất là quan trọng. Và trong buổi học số 6 thì chúng ta sẽ học về hướng dẫn các sai phạm khi quyết toán thuế này. Chúng ta sẽ học về cập nhật văn bản mới, hướng dẫn xử lý sai phạm khi quyết toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp nha. Ở đây là chúng ta sẽ có 6 buổi học này. Và ngoài ra thì chương trình này thì nó sẽ đi kèm rất là nhiều những cái quyền lợi khi mà anh chị đăng ký tham gia khóa học này nhé. Thứ nhất là mọi người sẽ được hỗ trợ trong vòng 1 năm. Tức là sau khi mà học xong thì mọi người vẫn sẽ được đồng hành cùng với thầy để thầy hỗ trợ thêm những cái kiến thức và tương tác giải đáp những câu hỏi trong suốt quá trình mà chúng ta học tập và sau học tập nữa. Đó, tức là sau học tập 1 năm mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng với thầy trong vòng 1 năm nha. Thì tại vì là trong quá trình mà chúng ta làm, chúng ta xử lý nghiệp vụ tại doanh nghiệp ấy, nó sẽ phát sinh những cái vướng mắc. Thì ở đây thầy Cường sẽ là người giải đáp trực tiếp những câu hỏi cho anh chị. Đó, thứ hai là mọi người sẽ được học đi học lại miễn phí các khóa sau của thầy Cường nha. Anh chị có thể học đến khi nào mà chúng ta thành thạo thì thôi. Và ở đây là chúng ta mua một lần là chúng ta sẽ được học đi học lại nhiều lần nhé. Ví dụ như là sau này mà anh chị muốn học những cái kiến thức mới từ thầy ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể xin là chúng ta học lại những khóa sau của thầy nhé. Bởi vì là thầy Cường sẽ luôn cập nhật những cái thông tư, những cái văn bản, những cái quy định mới nhất cho tất cả các anh chị học viên luôn. Đó, và khi mà thầy có những cái kiến thức mới thì anh chị học viên sẽ luôn là những người đầu tiên mà thầy Cường muốn chia sẻ những cái kiến thức mới này nhé. Thế nên là ban tổ chức rất là tạo điều kiện cho anh chị có thể đăng ký một lần là chúng ta sẽ học đi học lại nhiều lần nha. Và cái khóa học này nó sẽ có video để chúng ta xem lại ở sau mỗi buổi học, để khi nào anh chị quên kiến thức thì chúng ta mở ra để xem lại và học lại những cái kiến thức nha. Buổi học nào mà anh chị có lỡ chúng ta bận không sắp xếp thời gian để tham dự được thì sẽ được gửi lại cái video của ngày hôm đó này, và chúng ta sẽ được học lại miễn phí tất cả các khóa sau của thầy Cường nha. Đó, ngoài ra thì anh chị sẽ được cung cấp những cái bộ tài liệu tham khảo trong suốt quá trình chúng ta học tập nữa. Đó, có rất là nhiều những cái quyền lợi đi kèm khi mà chúng ta đăng ký tham gia khóa học này, và ngày hôm nay chúng ta đang được ưu đãi với chi phí chỉ có 2.500.000 đồng thôi nhé. Nên là anh chị hãy đăng ký tham gia khóa học và đừng để cơ hội trôi qua nha. Thì thông thường ấy là thầy Cường thì hỗ trợ cái khóa này thì với giá là 5 triệu đồng đấy. Những cái khóa trước thì thầy hỗ trợ với giá 5 triệu đồng cho khóa kế toán trưởng cơ. Nhưng mà chỉ duy nhất trong ngày hôm nay là thầy hỗ trợ với chi phí chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng cho 6 buổi học online qua Zoom của thầy thôi nha. Đấy, nên là mọi người hãy nhanh tay chúng ta đăng ký tham gia nhé. Và ngoài ra thì anh chị sẽ có thêm một số những cái phần quà tặng khi mà chúng ta đăng ký tham gia khóa học trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là phần quà tặng số 1 là mọi người sẽ có combo 5 khóa học online ở trên website của Unica với tổng chi phí là 3 triệu 500 nghìn đồng nhé. Nó sẽ bao gồm khóa học về kế toán thuế của doanh nghiệp này. Khóa thứ hai thì sẽ là khóa cẩm nang chứng từ kế toán thuế ở trong doanh nghiệp này. Thứ ba là mọi người sẽ có khóa học về kế toán chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp. Thứ tư là mọi người sẽ có khóa học về thực hành kế toán xây dựng ở trong doanh nghiệp này. Và phần quà tặng thứ năm và khóa học thứ năm, xin lỗi là khóa học thứ năm nha, là thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp và FAST và MISA. Đấy, tức là ở đây là mọi người sẽ có combo 5 khóa học mà thầy Cường đã biên soạn sẵn cho anh chị dưới dạng là các video clip rồi. Đó, thì anh chị chỉ cần có cái tài khoản mà Học viện Unica cung cấp thôi là chúng ta mở ra học bất kể lúc nào cũng được. Và đây sẽ là tài khoản học tập trọn đời và học tập vĩnh viễn luôn nha. Đây sẽ là những cái khóa học ngắn hạn để bổ trợ cho cái việc là chúng ta học online qua Zoom cùng với thầy nhé. Tiếp theo là mọi người sẽ có một phần quà tặng thứ hai, đó chính là bộ tài liệu kế toán cập nhật mới nhất năm 2024, bao gồm quy chế chi tiêu nội bộ này, bộ hợp đồng lao động này. Phần quà tặng thứ ba là anh chị sẽ có một bộ tài liệu về công văn tài chính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng cập nhật mới nhất năm 2024 luôn nha. Đó, chúng ta sẽ có ba phần quà tặng rất là giá trị mà em có ghi ở trên màn hình cho anh chị đấy ạ. Nên là chúng ta đăng ký tham gia khóa học này thì anh chị sẽ được tặng kèm thêm bộ 3 phần quà tặng này nha. Nên là mọi người hãy nhanh tay chúng ta đăng ký và học phí ở đây chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng thôi nhé.
Rồi, cảm ơn các bạn. Thì thực ra thì rất là cảm ơn lớp mình có một số anh chị đã đăng ký vào lớp rồi, thì chúng ta sẽ vào lớp Zoom để chuẩn bị bố trí lớp ấy. Tôi nghĩ rằng cái học phí này nó cũng tương đối là phù hợp với mọi người, bởi vì để học, để thực ra thì những cái lớp chứng chỉ về kế toán trưởng khá là nhiều. Tuy nhiên là từ cái chứng chỉ chúng ta cũng phải vào việc thật được cơ. Ở trong lớp mình rất nhiều anh chị chủ doanh nghiệp, rất nhiều anh chị là kế toán thuế hoặc kế toán nội bộ. Chúng ta đi lên thì tôi nghĩ là nên chúng ta nên dành thời gian và dành kinh phí cho việc học, cái đấy rất là quan trọng. Để nếu không học thì sợ là mọi người để bứt ra hẳn cái lâu nay mọi người đang làm nhân viên ấy, có những cái nó hơi khó một chút. Vấn đề thứ hai nữa ấy, tất nhiên là trong cái điều kiện kinh tế hiện nay nhiều anh chị chúng ta cũng thấy có những cái nó khó khăn. Quan điểm cá nhân của tôi thì cái chuyện học phí cao một chút, thấp hơn một chút tôi thấy nó không phải quá quan trọng. Tôi nghĩ rằng cái giá này tương đối hợp lý. Tuy nhiên là anh chị nào mà chúng ta cũng chưa có sẵn tiền ấy, thì có thể mọi người đặt cọc trước cho bên bên trung tâm một chút, thì để trung tâm giữ chỗ cho mọi người để chúng ta vào lớp thôi. Đặt cọc ở đây cũng trên tinh thần cũng vui vẻ thôi, không mọi người cũng không không cần phải nặng nề quá là ui tại sao phải đặt cọc về thế này thế kia, chúng ta cũng không phải suy nghĩ như vậy đến mức căng thẳng quá. Tôi nghĩ là khi mà làm việc với nhau thì cái chuyện tiền nong một phần này, chúng ta cũng không, nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta cũng chưa phải đóng ngay, chúng ta đặt cọc một ít thôi. Và cái hay của cái khóa này là chúng ta có thể học đi học lại, chúng ta có thể lưu lại video đúng không ạ? Học đi học lại chúng ta lưu lại video, hoặc là chúng ta có những cái khóa mới thì chúng ta có thể vào để chúng ta học lại. Và quan trọng là chúng ta làm việc với nhau, chúng ta hỏi đáp với nhau để chúng ta cũng bứt phá lên, và chúng ta có thể dùng chính cái số liệu của công ty của mình để chúng ta làm việc, thì như vậy là các bên sẽ làm việc rất là hiệu quả. Rồi thì cái khóa học của chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ thiên về thực hành nhiều hơn rồi bạn Toro. Có bài tập thực hành và có file để mình thực hành hay không, tất cả tài liệu chúng tôi đều có rất là đầy đủ. Bởi vì tôi là cũng các bạn chia sẻ các bạn một buổi thì các bạn biết là tôi cũng là người đi lên từ thực tế. Tất nhiên là chúng ta không thể quên cái lý thuyết được, nhưng là làm việc chúng ta phải làm việc thực tế, việc tính chất là thực chiến. Đấy, thì chúng ta đều có tài liệu để chúng ta hoàn thiện cái kiến thức của chúng ta cả. Thì nếu mà có cơ hội làm việc với mọi người thì cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ các anh chị có những cái bứt phá hơn nữa trong công việc. Công việc chúng ta tốt lên thì hy vọng là các cụ nói rồi, người ta cứ bảo là những, cái gì nhỉ, an cư với lạc nghiệp, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cứ phải lạc nghiệp trước thì chúng ta mới an cư, đúng không? Nếu mà chúng ta không lạc nghiệp thì chúng ta không thể an cư được. Nhưng mà nếu mà không lạc nghiệp thì cái thu nhập, cái kinh tế của chúng ta nó chưa vững vàng thì chúng ta rất khó để chúng ta có cơ hội chúng ta an cư. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok mọi người, anh chị đăng ký tham gia khóa học này trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta có cái ưu đãi với chi phí chỉ có 2.500.000 đồng thôi nha. Và chúng ta sẽ được tặng kèm thêm 3 phần quà tặng rất là giá trị đấy. Nên là mọi người hãy nhanh tay chúng ta đăng ký tham gia nhé. Với những anh chị nào mà ngày hôm nay chúng ta hơi kẹt một chút về cái học phí, thì anh chị có thể cân nhắc là chúng ta đặt cọc cho em số tiền là 1 triệu đồng nhé, để chúng ta có thể giữ chỗ, giữ quyền lợi, giữ ưu đãi đi kèm khi mà chúng ta đăng ký tham gia khóa học này nha. Rồi, chị ơi, chị iPhone ơi, chị để lại cái thông tin số điện thoại nhé, thì ban tổ chức sẽ kết nối chị với lại thầy. Và những anh chị nào mà đã đăng ký tham gia chương trình học bây giờ hơi muộn rồi, cho nên là chắc là bạn iPhone để lại số điện thoại cho bạn ban tổ chức đi, không có vấn đề gì thì sáng mai ấy nhá, sáng mai chúng tôi sẽ hỗ trợ. Ok, chị iPhone để lại cái thông tin số điện thoại nha, thì ngày mai thì ban tổ chức sẽ kết nối với thầy để mọi người có thể đặt những câu hỏi này. Rồi ok, cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị nhé. Ban tổ chức sẽ lưu lại thông tin của chị iPhone nha. Còn những anh chị nào mà chúng ta đã đăng ký tham gia chương trình học chuyên sâu thì mọi người sẽ được add vào nhóm Zalo đấy. Thì trong nhóm đã có cái Zalo của thầy Cường rồi, thì mọi người có thể kết bạn với thầy để chúng ta đặt những câu hỏi liên quan đến chương trình học này nha. Rồi ok ạ. Anh chị nào hơi kẹt một chút về học phí, mọi người đặt cọc cho em số tiền là 1 triệu đồng nhé, để chúng ta giữ chỗ và giữ quyền lợi ưu đãi đi kèm khi mà anh chị đăng ký tham gia khóa học nha. Bởi vì là cái chương trình ưu đãi 2.500.000 đồng ấy, thì em chỉ hỗ trợ được cho những anh chị nào mà đang tham dự buổi học Zoom tối ngày hôm nay và chúng ta đăng ký trong cái phòng học Zoom ngồi ngày thôi. Còn đâu là hết chương trình ưu đãi thì sẽ trở về cái học phí gốc của khóa học này nha.
Không phải đâu chị ơi, cái nhóm Zalo quan tâm là cái nhóm mà để ban tổ chức gửi thông tin về khóa học cũng như là những cái bộ tài liệu mà thầy sẽ gửi cho anh chị thôi. Còn khi mà anh chị đăng ký tham gia về khóa học chuyên sâu ấy thì trong nhóm sẽ có Zalo của thầy để mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp với thầy hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo cùng với thầy nha. Rồi, anh chị đang lưu ý nhé là học viện Unica sẽ có hỗ trợ rút hóa đơn VAT cho những anh chị nào mua theo diện công ty. Đấy, và sau khi mà chúng ta học xong chương trình học này thì anh chị sẽ được cấp một cái chứng nhận là chúng ta đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo về kế toán trưởng tại Unica anh chị nhé. Đó, hiện tại thì trên màn hình Zoom của em đang có chia sẻ thông tin chuyển khoản đăng ký tham gia chương trình học đấy ạ. Mọi người hãy chuyển khoản đăng ký tham gia để chúng ta sẽ có cơ hội đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới nha. Bằng cách là anh chị chỉ cần chuyển khoản trực tiếp tới công ty cổ phần đào tạo trực tuyến Unica theo số tài khoản của ngân hàng ACB, số tài khoản là 10158888. Và khi mà chuyển khoản thì anh chị nhớ nhé là chúng ta sẽ đi kèm theo cú pháp là KT là viết tắt của kế toán nhé, kèm theo họ tên và số điện thoại của anh chị. Hoặc là anh chị có thể trực tiếp quét cái mã QR theo cái mã mà em ghi ở trên màn hình nhé. Và sau khi chuyển khoản xong thì anh chị vui lòng chụp lại màn hình sau kê thanh toán và gửi trên nhóm Zalo mà anh chị đang tham gia cùng với ban tổ chức để các bạn trợ lý có thể add anh chị vào nhóm luôn. Đấy, mọi người sẽ được gửi lại những cái phần quà tặng đi kèm này, mọi người sẽ được gửi những cái tài liệu để anh chị có thể học những cái kiến thức nền tảng dần dần nha. Đấy, vậy nên là anh chị nào đăng ký càng sớm càng tốt thì sẽ càng có nhiều thời gian để thầy hỗ trợ cho anh chị nha. Và học như thế này thì nó sẽ có cái hiệu quả rất là cao bởi vì là chúng ta sẽ có cái sự chuẩn bị cho cái khóa học này nhé. Rồi, anh chị nào mà chúng ta chưa thể đăng ký học phí 2,5 triệu luôn được ấy thì mọi người có thể ưu tiên là chúng ta đặt cọc cho em số tiền là 1 triệu đồng nhé. Thì kể cả khi mà mọi người đặt cọc ấy thì mọi người vẫn sẽ được add vào nhóm Zalo luôn, sẽ được gửi lại các phần quà tặng và các cái tài liệu để mọi người học luôn nha. Còn từ giờ cho đến cái ngày mà chúng ta khai giảng buổi học đầu tiên ấy, tức là ngày 31 tháng này, chúng ta chuyển khoản đăng ký trước khi mà ban tổ chức đóng phòng học Zoom tối ngày hôm nay nha, thì chắc là em sẽ có khoảng 10 phút cuối cùng nhé. Em sẽ có khoảng 10 phút cuối cùng để mọi người chuyển khoản đăng ký tham gia khóa học trước khi ban tổ chức đóng Zoom nha. Thì trong thời gian này thì anh chị